Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 841, vẫn chỉ có một con là được. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn mộ dung khanh, sợ là ngươi đã sớm có ý đi mời đại học sĩ rồi. Mấy ngày nay đều không thấy ngươi có động tĩnh gì, nhưng không nghĩ đang ở chỗ này chờ. Mộ dung khanh nói, từ lúc có người bắt đầu nói cái gì mà đàn bà làm loạn chính sự là ta đã nghĩ đến việc đi mời đại học sĩ rồi. Mọi người đều biết biết, ngày xưa đại học sĩ có nhiều bất mãn đối với người, nếu do ông ta đến phản bác những người khác thì sẽ khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thực ra đại học sĩ không hề bất mãn với Thái hoàng thái hậu, đây chỉ là bề ngoài, ông ấy rất bội phục lão tổ tông ta, phải không? À, A cô cười nói. Trước kia đúng là chính kiến có chút không hợp, ông ấy cũng từng rất khinh thường, chỉ là sau này lớn tuổi rồi, ông ấy đã nhìn thấu rất nhiều bản chất sự việc, dần dần đồng ý với quan điểm của ai ra mà thôi. Thái hoàng thái hậu nói: Tạ Sa cô lại hỏi, có ai nói gì tới chuyện hòa thân giữa quận chúa Ý Nhi và Lương Vương không? Chuyện này căn bản không cần quan tâm, chẳng qua là cố ý gây sự mà thôi, tìm lý do chừng trị mấy kẻ gây phiền phức đó một phen thì đều đã ngoan ngoãn rồi." Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, nhưng chắc hẳn cũng hao tốn không ít công sức. Nếu Lương Vương được nước Đại Lương hỗ trợ thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Hoàng thượng căn bản không nhằm vào Lương Vương, là vì hoàng thượng nhận định Lương Vương và Mộ Dung Khanh cùng phe. Hơn nữa nếu đám đại thần khống chế tam hoàng tử tốt một chút, thì sau này tiểu hoàng đế đăng cơ sẽ dễ dàng nắm giữ. Cho nên, người phản đối lương vương cưới quận chúa ý nhi nhiều hơn, người duy trì trung lập cũng thi nhau phản đối, bởi vì, nếu ủng hộ đồng nghĩa với việc ủng hộ mộ dung khanh, không ủng hộ, dù sao cũng sợ làm cho hai nước trở mặt, cũng không nói được là ủng hộ hoàng thượng, chỉ ít, bề ngoài thì vẫn duy trì trung lập, chỉ là đối với chuyện này đều có quan điểm riêng, không cẩn thận sẽ dẫn đến nghiêng về một bên. Sau khi tranh luận như vậy một hồi, mộ dung khanh lạnh nhạt nói, quận chúa Ý Nhi và Lương Vương đã sớm tình đầu ý hợp, dù Lương Vương tàn tật cũng được, không có năng lực cũng được, đều là chuyện của người ta, mỗi người các vị tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, bản vương thì lại là muốn hỏi một chút, chuyện tình cảm tự nguyện của người ta, người làm quan sen vào làm gì thế? Hay cho một câu, người làm quan sen vào làm gì, quận chúa Ý Nhi người ta bằng lòng, các ngươi quản được sao? Dù khổ tâm một chút, nhưng cuối cùng đã giải quyết xong mọi chuyện. Audio điện tử võ tấn bền. Chỉ ít, tạm thời xem như đã ổn định rồi. Sứt lời, mộ dung khanh nói thương mai, trước tiên sai người đưa nàng trở về đã, sau khi hồi phủ nàng nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tìm huyện chúa. Sau khi biết an thân vương muốn đi cùng huyện chúa tới Đại Lương, hắn không thể tiếp tục gọi một tiếng nhạc mẫu nữa. Hơn nữa hắn cũng biết huyện chúa cũng không phải là mẫu thân thương mai, nên gọi một tiếng huyện chúa cũng là phù hợp. Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói, người hãy về trước đi, thuốc kia có tác dụng trong hai ba ngày, ba ngày sau chờ đại phu ôn yến tới người hãy lại vào cung. Thương Mai đứng lên, nói, vâng, vậy ta cáo lui trước. Mộ Dung Khanh cũng đứng lên nói, lão Tổ Tông, ta đưa nàng đến cửa cung trước, sau đó quay về đi ngự thư phòng, mấy vị đại nhân đang ăn dưới mái hiên, xong sẽ quay về ngự thư phòng bàn chuyện thuế má. Ừm, người đi đi, Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn hắn, ai ra sai người chuẩn bị đồ ăn, lát nữa người trở về ăn. Gió, mộ dung khanh đáp, nắm tay thương mai đi ra ngoài. Hôm nay trước khi vào cung, còn có chút lo lắng, bây giờ mặt trời đã ló dạng, xua tan ưu phiền, ánh nắng rực rỡ xuyên qua nhành cây chiếu xuống tạo thành những ánh vàng xen kẽ. Thương mai mới mắng hoàng đế và mai quý phi, thở mạnh một hơi, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cộng với nghe được buổi chiều sớm bên đó cũng hết sức thuận lợi, tâm trạng rất sảng khoái, nói tối nay người về nhà ăn cơm không. Mộ Dung Khanh đặc biệt thích nghe cô nói hai chữ về nhà, nụ cười mỉm lập tức hiện lên trên gương mặt Tuấn Tú, sẽ tranh thủ về. Vậy hôm nay ta về sớm chút, hay là, chúng ta mời liên đại học sĩ đến phủ làm khách nhỉ? Thử hỏi thân vương, xem có thể mời mẫu thân tới hay không? Chắc là có thể, quay về ta sẽ thẻ hỏi nhị ca. Mộ Dung Khanh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, Địch Thủy và Hạ Vân đi theo phía sau rất biết ý đi xa một chút, chừa chút không gian cho hai người. Bây giờ Mộ Dung Khanh trở nên nói hơi nhiều, dọc đường đi ra đều là dặn dò, thương mai nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, lão thất, ta là đại phu, ta biết chú ý thế nào. Nàng biết nhưng nàng đâu có chú ý, nếu ta không nhiều lời thì nàng cũng không để tâm. Mộ Dung Khanh nhấn mạnh, thương mai đưa tay vuốt ve phần bụng, thật ra ta tốt hơn liếu liếu nhiều ngày đó thấy liếu liếu nôn ra mật xanh mật vàng so với nàng ấy ta vẫn còn ổn hơn trước đó trên thuyền nôn đến khó chịu ngày đó ta cũng gặp liếu liếu một lần dường như bụng nàng ấy rõ hơn của nàng mộ dung khanh nhìn bụng của cô một chút cười cười có lẽ nàng ấy thật mang thai ba cũng không chừng thương mai cũng cười mới hơn hai tháng chút làm sao rõ bụng được chứ nhưng thời tiết đã chuyển lạnh rồi nên mặc thêm nhiều quần áo rồi cô nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn lão thất người thích con trai hay con gái con trai mộ dung khanh không hề nghĩ ngợi trả lời nói thương mai khẽ giật mình người trọng nam khinh nữ trước người nói sinh một con là đủ rồi nhưng nếu thai này là con gái thì sao con gái thì càng thương hơn một chút nhưng ta vẫn hy vọng thai này là con trai nhưng dù là con trai hay con gái thì cũng chỉ sinh một con mà thôi mộ dung khanh nói nhưng nếu là con gái mà người lại hy vọng có con trai vậy phải làm thế nào thương mai chưa từng nghĩ tới hắn sẽ trọng nam khinh nữ cũng phải trước nay con người luôn trọng nam khinh nữ nhất là người cổ đại càng trông cậy có con trai để nối dõi tông đường mộ dung khanh nói chúng ta chỉ có một con nên tất nhiên ta hy vọng là con trai nếu là con gái sau này lấy chồng thì cảm thấy không nỡ nó ở nhà chồng có thể bị bắt nạt hay không nó mà chịu ớt ức thì làm thế nào ta cứ nghĩ là lại cảm thấy khó chịu. Nói xong, hắn thở dài một cái. Thương Mai chưa từng nghĩ, không ngờ hắn lại suy nghĩ sâu xa như vậy, có phụ thân như chàng thì ai dám bắt nạt nó chứ. Ta cũng không thể che chở nó cả một đời, nếu là con trai, ta sẽ dạy nó đạo lý làm người, dạy nó đội trời đạp đất, nếu bị người bắt nạt, đàn ông có được giãn được, chịu chút uất ức, chịu chút khổ, tính là gì. Nhưng nếu là con gái, làm sao nỡ, nhất con gái giống nàng, bản thân còn không nỡ mắng một câu mà lại bị người ngoài bắt nạt lão tử chỉ sợ sẽ giết người thương mai cười nói một lúc thì ra là người trọng nữ khinh nam à mộ dung khanh cũng cười tay nắm chặt một chút thật ra dù nói như vậy nhưng trong lòng ta lại hy vọng là bé gái mũm mĩm trắng trẻo nũng nịu vậy hay là sinh thêm một đứa nữa thương mai thì cảm thấy không quan trọng nhưng nếu có điều kiện thì tất nhiên muốn sinh thêm một đứa nhiều người nói sinh hai con gì đó để chúng có bạn tránh cho con cảm thấy cô độc là lấy cớ, nhưng con một thực sự mới có thể hiểu rõ loại cô độc này, cũng không phải là cớ gì. Đương nhiên, không có điều kiện, một con là đủ rồi, chỉ là hiện vương phủ không lo ăn uống, không lo chi phí, tại sao không sinh thêm một đứa? Không thể, mộ dung khanh lập tức phản đổi, chỉ cần một đứa này là đủ rồi, thêm một đứa nữa thì ta cũng không biết xử lý như thế nào, thương đứa nào nhiều hơn cũng không tốt, nếu đứa nào nhu thuận nịnh ta vui vẻ chắc chắn ta sẽ yêu thương hơn một chút, đứa còn lại cũng là con của ta, làm sao có thể bên nặng bên nhẹ chứ? Vẫn chỉ có một con là tốt. chương 842, đưa tiến liên thúy ngữ. Thương Mai biết hắn có khúc mắc đối với việc cha mẹ không công bằng, nói khẽ người sẽ không, ta biết người sẽ không như vậy. Mộ Dung khanh mỉm cười, mặt mày còn mang theo vẻ đau thương, ta sợ, sau này ta thật sự bất công, càng hiểu bà ấy, ta càng không muốn tha thứ cho bà ấy. Thương Mai cảm thấy hơi đau lòng, lão thất, quá khứ hãy để nó qua đi, đừng nghĩ đến nữa, người cũng đã chết rồi, tha thứ hay không cũng không có ý nghĩa nữa, chúng ta chỉ sống tốt cuộc sống hiện tại của bản thân là được." Mộ Dung Khanh nói, "Đúng vậy, chính là có hàng triệu người xin lỗi mình, dù sao bên cạnh có người biết nóng biết lạnh là đầy đủ rồi." "Đúng vậy, đủ rồi." Thương Mai nói với hắn, cũng là tự nhủ. "Bây giờ cô thấy thật hạnh phúc." Đây là cảm giác mà Kiếp trước chưa bao giờ có được. Từ khi quan tâm tới lão thất, cô đã biết đời này có vướng bận, có lẽ chính vì vậy mới có lùi bước né tránh trước đó, khi trong hạnh phúc, con người luôn lo được lo mất. Tiệc tối rất náo nhiệt, Mộ Dung Khanh còn đặc biệt mời anh em Tiêu Kiêu và Tô Thanh cùng tiếp khách, Trần Thái Quân biết được liên lão hồi kinh, cũng thật cao hứng, tự mình đến tiếp khách. Bởi vì vương phủ mở tiệc chiêu đãi liên lão, An Thân Vương đành phải đồng ý để huyện chúa đến mà ông ta cũng đi cùng. Khoảng giờ tuất, liên đại học sĩ tới. Thương Mai cũng là lần đầu nhìn thấy liên đại học sĩ, dáng vẻ chừng 70 tuổi, khuôn mặt gầy gò, tóc hoa dâm, tròm dâu dài, mặc một áo bông màu xanh, giản dị tự nhiên, rất có phong độ của người trí thức. Ông ta cũng không giống liên thúy ngữ lắm, nhưng khí chất đó lại cực kỳ giống, vừa nhìn đã biết là người có nội hàm. Liên thúy ngữ nhìn thấy cha già thì cả người run lẩy bẩy, chưa kịp nói nước mắt đã rơi, quỳ trên mặt đất, kêu một tiếng phụ thân, sau đó liền khóc không thành tiếng. Liên đại học sĩ gặp nàng thì khẽ thở dài, đưa tay nâng lên, đứng lên đi. An thân vương tiến lên, lễ phép chào tiểu vương bái kiến liên lão. Liên đại học sĩ một tay nâng liên thúy ngữ, một tay nắm lấy tay an thân vương, vương ra đa lễ rồi. An thân vương hết sức kính trọng liên đại học sĩ, trước kia như thế, bây giờ càng kính trọng hơn. Liên đại học sĩ nhìn liên thúy ngữ, đáy mắt cũng có vẻ khó nén bi thương. Người đứa nhỏ này xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy mà sao không gửi lấy một phong thư? Liên thúy ngữ khóc nói: con gái bất hiếu, con gái không còn mặt mũi đối mặt với phụ thân. Liên đại học sĩ quát khẽ, người nghĩ vậy là thật ngu xuẩn. Nhà mẹ đẻ chính là hậu thuẫn của ngươi, người bị người ta bắt nạt đến mức này mà cứ cố gắng chịu đựng, người đúng là không xứng là con gái nhà họ Liên. Phụ thân dạy người có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng chưa từng bảo người bảo thủ không chịu thay đổi đến mức ngu xuẩn. Liên Thúy Ngữ khóc thê lương hơn, gần như không đứng vững. An thân vương thì có vẻ muốn đỡ nhưng cũng không dám đỡ. Thương Mai thấy thế, lập tức vội tiến lên dìu Liên Thúy Ngữ, nhìn Liên Đại học sĩ kêu một tiếng ông ngoại. Liên Đại học sĩ nhìn Thương Mai, đáy mắt cũng hơi ngấn nước, vui mừng nói cũng đã lớn như vậy rồi, tốt, tốt. Thương Mai không biết Liên Đại học sĩ rời kinh khi nào chỉ nghe nói sau khi rời khỏi kinh thành ông ta lập tức ở ẩn, không màng thế sự, lần này làm thế nào lại biết chuyện xảy ra trong kinh. Ông ngoại đi đường vất vả rồi, mời ông mau ngồi xuống. Thương Mai không am hiểu ứng phó với tiết mục xa cách lâu ngày gặp lại này, dù sao cô cũng không phải là người thân thật sự của liên đại học sĩ, nên không thể làm được dáng vẻ vui đến phát khóc đó. Sau khi ngồi vào vị trí, lão thất và an thân vương không phải người giỏi tạo bầu không khí, may mà có tiêu thác và tô thanh ở đây, hai người người câu ta câu, nhanh chóng xua tan bầu không khí thương cảm. Hơn nữa, Trần Lão Thái Quân gặp lại đồng nghiệp cũ, cũng nói nhiều lên, luôn nói chuyện xưa với liên đại học sĩ, trong bữa tiệc, lại uống mấy chén, nên càng dính lấy nhau. Cười cười nói nói, bữa cơm này ăn đến cuối giờ hợi buổi tối mới giải tán. Liên đại học sĩ còn ở tại liên phủ, nên tất nhiên liên thúy ngữ cũng phải đi theo trở về ở. An thân vương vẫn sai người dọn dẹp, trông coi liên phủ, nên chỉ cần mang theo hai bộ quần áo là có thể đi vào ở. An thân vương đánh xe đưa liên đại học sĩ trở về, vì liên đại học sĩ uống mấy chén, có chút say rồi, an thân vương không yên tâm để phu xe đưa ông ta trở về, dù sao hắn cũng muốn đưa liên thúy ngữ trở về thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau rời đi. Sau khi liên đại học sĩ rời đi, lão thái quân còn cảm thán một lúc, thổn thức chuyện xưa một chút rồi mới gọi tiêu thác diều đi. Tô Thanh thật vất vả mới tìm được cơ hội không có ai, muốn nói với Linh Lợi mấy câu, nhưng Linh Lợi quay người lập tức đi vào, Tô Thanh vô cùng bất đắc dĩ, đành cùng Tiêu Kiêu chuẩn chú rể này một trước một sau đi. Vài ngày sau, rốt cục hai đại sứ Nghị Thân An Thân Vương và Liên Thúy Ngữ đã lên đường tiến về Đại Lương, khi đưa ra cửa thành, Lễ Thân Vương vì chuyện này mà thì thầm hồi lâu, nói lần này việc phải làm vốn là hắn đi mới đúng. A Man liền chiêu gẹo hỏi hắn, người muốn đi Đại Lương như vậy hả? Lễ thân vương chấn chấn có từ mà nói, tất nhiên bản vương không muốn đi, lần này đi đường xá xa xôi, đến đại lương cũng đã là mùa đông rồi, rất khổ cực. Vậy ngươi còn cầu nhau cái gì? A-man bật cười. Bản vương có muốn đi hay không là một chuyện, có nên để bản vương đi hay không lại là một chuyện khác, làm sao có thể gộp làm một. A-man không thèm để ý hắn, quay sang nói chuyện với thương mai. Thương mai đưa tiến liên thúy ngữ, biết bà chắc sẽ không trở về nên cảm thấy hơi thương cảm, dù gì cũng từng là mẹ con. Thấy A-man nói chuyện với mình, vẻ mặt cô lập tức trở lại bình thường, cười nói tính tình tam ca luôn như vậy, người cũng không phải không biết. Biết là một chuyện, có thể tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. A-man học lễ thân vương, dứt lời bản thân cũng bật cười. Lễ thân vương không vui lườm nàng một cái, về đi về đi. Đội ngũ tiến biệt thật dài chậm rãi lên đường trở về. Trên xe ngựa, Mộ Dung Khanh nắm chặt tay Thương Mai an ủi, nếu nàng nhờ bà ấy, sau này bản vương sẽ cùng nàng đi đại lương thăm bà ấy là được, không cần buồn giàu. Thương Mai nói, ta không hề đau lòng, thật ra còn có chút vui vẻ, nàng đi đại lương mai danh ẩn thích, có thể ở cùng người yêu mình như thế, ta thật lòng mừng thay cho nàng. Đồ ngốc, Mộ Dung Khanh dùng ngón tay lướt qua mũi cô một chút, cưng chiều nói, nàng cũng có một người rất yêu nàng. Thương Mai giúp vào ngực của hắn, Nghĩ đến trước kia còn bận tâm chuyện chàng không nói mấy chữ yêu nàng, bây giờ thì chàng đã có thể thốt ra rồi. Nhớ tới một câu của Tô Giang Sún, năm tháng tĩnh lặng chính là ý như vậy. Rốt cuộc khi nào đại phu Ôn Yến sẽ đến? Lẳng lặng dính nhau trong chốc lát, Thương Mai đột nhiên hỏi. Mộ Dung Khanh cười khổ nói, "A xà cô cô tự mình nói ta biết, đại phu Ôn Yến căn bản sẽ không tới." Thương Mai bỗng ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khanh, "Sẽ không tới?" Có ý gì chứ? Không phải nàng phải tới cho hoàng thượng? Không, dạy cho ta cách chữa bệnh cho hoàng thượng sao? Mộ Dung Khanh nói, nàng chờ xem, hai ngày nữa lão tổ tông chắc chắn tìm lý do nói với nàng đại phu Ôn Yến không tới được, nhưng đã cho đơn thuốc, đơn thuốc này sẽ thiếu một hai vị thuốc, bảo nàng đi suy nghĩ. Tại sao chứ? Thương Mai không hiểu. Mộ Dung Khanh nói, đại khái là đơn thuốc này do chính lão tổ tông kê, nhưng bà ấy sẽ không đưa toàn bộ đơn thuốc cho nàng có lẽ bà ấy không tha thứ được, dù sao, hoàng thượng đã khiến bà ấy quá đau lòng. Thương Mai cảm thấy mình thật bị động, cảm thấy không vui, như vậy, hôm đó Thái Hoàng Thái Hậu nói với cô nhiều chuyện của ôn yến như vậy toàn là xây dựng bức màn, cố ý tạo ra dấu hiệu đại phu ôn yến sắp tới, khiến cô tin đơn thuốc thật là đại phu ôn yến cho. chương 843, đơn thuốc thiếu. Mộ Dung Khanh nói không sai, quả thật là hai ngày qua lúc thương mai đến châm cứu cho hoàng thượng đều được gọi vào trong tầm điện bà ta lấy ra một tờ đơn thuốc đưa cho thương mai nói ôn yến đại phu có việc không tới nhưng mà sai người đưa qua một đơn thuốc không trọn vẹn thiếu hai vị thuốc người suy nghĩ một chút xem là thuốc gì a à, xà cô cô bật cười một tiếng thái hoàng thái hậu hung hăng chừng mắt nhìn bà ta một chút thương mai giả bộ không biết thất vọng cầm lấy đơn thuốc vậy mà nàng ấy lại không tới làm thần uổng công mong đợi sau này sẽ có cơ hội. Thái Hoàng Thái Hậu nói qua loa. Thương Mai nhìn đơn thuốc, nhíu mày, phương thuốc này dùng để lưu thống khí huyết của gan, còn có công hiệu giải độc, là một phương thuốc tốt. Tốt thì tốt, nhưng mà đúng là không hoàn chỉnh, bởi vì toa thuốc này không có cách nào chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế, chỉ có thể hóa giải chút triệu chứng. Không có cách nào ngăn chặn cổ độc, bây giờ dùng phương thuốc mà cô viết, cũng coi như là tạm thời ngăn cản cổ trùng lây lan. Nhưng muốn giết chết cổ trùng, vẫn không dễ dàng gì bên hàn sơn tôn phương nhi và lâm lâm cũng không truyền tới tin tức gì tốt người suy nghĩ xem cần cho thêm thuốc gì vào thái hoàng thái hậu nói a à, xà cô cô nhìn thương mai có chút sốt ruột không nghĩ ra sao rồi làm dáng vẻ người không nghĩ ra thì để ta nói cho người biết thái hoàng thái hậu nhìn bà ta một chút sau đó nói với thương mai toa thuốc này ai ra thấy cũng có chút tác dụng nếu không ngươi cho hoàng đế dùng trước rồi từ từ suy nghĩ sau. Thương Mai biết toa thuốc này tốt hơn đơn thuốc của mình trước đó, nên nhân tiện nói cũng được, sử dụng trước mấy ngày, thần sẽ suy nghĩ lại một chút. Thương Mai cất kỹ phương thuốc đi, Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vào vị trí bên người, nói Thương Mai, người tới ngồi bên cạnh ai ra này. Thương Mai do dự một chút, liền đứng dậy đi qua, ngồi xuống bên cạnh bà. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, có hơi trầm giọng nói thế cục hôm nay, lão thất vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, nhưng ai ra lại không thể giữ lại. Ai ra trả đoạt phách hoàn cho ngươi. Hy vọng nếu như ngươi lại gặp phải hiểm cảnh, chiếc nhẫn này sẽ giúp ngươi một phần sức lực. Bà nói xong, gật đầu với a Asakoko. Asakoko lấy ra đoạt phách hoàn, đưa cho Thương Mai vật về nguyên chủ. Thương Mai kinh ngạc cầm đoạt phách hoàn trong tay, chuyển động một chút, cơ quan và nút ngầm vẫn còn. Đây là thứ mà cô mang từ hiện đại tới, đã cứu mạng cô khi ấy người tên a xà cô cô cầm trong lòng rất không nỡ bây giờ đoạt phách hoàn về với mình vui cũng có nhưng cô cũng biết chỉ sợ thái hậu không trở về nữa sau này mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều phải dựa vào chính bọn họ người thật sự muốn đi thương mai hỏi đúng vậy chúng ta phải đi rồi a xà cô cô thở dài một hơi vốn không nên trở về chuyến này về sẽ làm dối tung nhiều chuyện nếu không phải có người khổ sở cưỡng cầu chuyến đi này không thể nào trở về được Thương Mai biết người khổ sở cưỡng cầu chính là hoàng đế, nhưng dù sao thì cũng là cô và lão thất không chịu thua kém. Niềm kính sợ với Thái Hoàng Thái Hậu trước đó bây giờ biến thành hư vô, ngoài mặt lão thái thái này rất quả quyết, nhưng thực ra lại là người mềm lòng, đặc biệt tốt với lão thất. Trên gương mặt của Thái Hoàng Thái Hậu cũng có chút thương cảm, bà không phải người quen nói từ biệt người khác, liền phất phất tay, đi đi. Thương Mai cầm đoạt phách hoàn, sau đó từng bước lui ra ngoài ánh sáng ban mai mờ nhạt trên cung, mây đen dần dần bao phủ. Thương Mai đứng trước điện, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lòng đột nhiên hiểu được ý tứ mà Thái Hoàng Thái Hậu cho mình đơn thuốc này. Có chị hay không đều do cô. Hai vị thuốc này không khó suy nghĩ, cho nên muốn chị thì cũng dễ. Nhưng mà, cô có đi con đường này không, chữa khỏi thì tự mình tìm phiền phức, nhưng nếu không chị. Cô thở dài một tiếng, cuối cùng biết dụng ý mà an nhiên lão vương ra nói cho mình về điều kiện thu nhận đệ tử của ôn yến đại phu. Hóa ra nhưng lão già này đều bắt tay sau lưng làm khó cô. Rời cung, thương mai trở về phủ, tự nhốt mình trong phòng. Trước đó, Nhu Giao nói với cô, nàng ấy có thể đồng ý điều kiện của ôn y đại phu chỉ vì muốn học được y thuật cao hơn, giúp được người bên cạnh mình cũng có thể giúp được càng nhiều người. Nhưng mà, bây giờ tình huống khác trước, chữa khỏi cho hoàng thượng sẽ có hậu quả gì? hoàng thượng cầm quyền, có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu không chị, chính là vi phạm vào nguyên tắc nghề nghiệp của cô. Thương Mai sinh ra khó xử. Ma Ma thấy cô nhốt mình trong phòng, có chút lo lắng, gọi Linh Lợi đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Linh Lợi nói, một đường xuất cung về, nàng đều như vậy, sợ là đã xảy ra chuyện gì, nếu như nàng nguyện ý thì nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, nếu không nguyện ý thì có hỏi cũng không được. Ôi, chuyện gì mà nhiều như vậy? không có được thời gian yên tĩnh sao trái tim này của ta ngày nào cũng như treo trên cây chỉ sợ có chuyện gì xảy ra thực sự sợ vương phi vất vả lắm mới mang thai đứa nhỏ này mong là sẽ không xảy ra chuyện gì đừng lo nhiều quá không phải còn có vương ra sao linh lợi an ủi thương mai nằm bên cửa sổ cô nghe được hết đoạn hội thoại của hai người đúng vậy sao mà nhiều chuyện thế chứ không có được yên tĩnh sao khó khăn lắm mới qua được vài ngày yên ổn nếu như chữa khỏi cho hoàng thượng, chỉ sợ là sẽ không còn khoảng thời gian yên tĩnh như này nữa. Thương Mai nặng nề thở dài một hơi, vuốt về đứa nhỏ trong bụng, làm mẹ rồi, cô cũng ích kỷ hơn, hy vọng con của mình có thể thuận lợi sinh ra, nếu như hoàng thượng cứ một mực nằm trên giường, không có cách nào chấp chính, con sẽ có thể thuận lợi sinh ra. Nhưng nếu như hoàng thượng chủ trì chính sự, hai, đúng là khó xử. Mấy ngày liên tiếp châm cứu, cộng thêm trước đó uống một viên đan dược, Hoàng thượng cũng tốt lên nhiều, mặc dù không gặp bất kỳ người nào, nhưng mà, lộ công công chạy qua chạy lại nhiều hơn trước, hôm nay ông ta còn chưa xong, lại đi qua đi lại. Lúc Mộ Dung Khanh về, mama liền vội nói: "Vương ra, người mau đi thăm vương phi đi, từ lúc xuất cung về liền không đi ra ngoài, cũng không cho ai tiến vào." Mộ Dung Khanh nghiêm túc gật đầu, "Ta biết rồi." Hắn đẩy cửa một cái, bên trong khóa trái, hắn liền hô một tiếng, "Thương Mai!" sau một lát liền nghe thấy tiếng bước chân, cửa liền mở ra. Sau khi đi vào, mộ dung khanh thuận tay đóng cửa lại, mama muốn vào lại không ngờ vẫn bị giam ở ngoài, bà ta lo lắng bất an chờ một bên. Linh lợi kéo bà ta qua, được rồi, đừng lo lắng nữa, mau xuống bến chuẩn bị bữa tối, vương gia và vương phi hẳn đói bụng rồi. Mama nói, người ở đây trông coi, miễn cho lúc cần gọi lại không có người. Biết rồi, Linh lợi cười đẩy bà ta đi ma ma quay người đi rồi linh lợi thở dài theo vương phi lâu như vậy còn chưa có thấy cô như này lúc mới xuất cung không nói một câu gương mặt căng thẳng rốt cuộc thì thái hoàng thái hậu đã nói gì với cô thương mai nắm đoạt phách hoàn trong tay nhìn mộ dung khanh thái hoàng thái hậu muốn đi chàng biết không mộ dung khanh gật đầu kéo tay cô ngồi xuống ta biết vậy thương mai thở dài như chàng từng nói bà ấy cho ta một phương thuốc nhưng thiếu hai vị thuốc chương 844, Tần Châu muốn đi. Mộ Dung Khanh gật đầu, ta biết, lão tổ tông nói với ta rồi. Thương Mai nhẹ nhàng thở dài, chàng cảm thấy sao? Nàng nghĩ ra được đơn thuốc không? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai lấy đơn thuốc ra, nói đơn thuốc này rất đáng kinh ngạc, có mấy vị thuốc ta không dám hạ, nhưng mà bây giờ viết ra phối hợp với nhau, ta nghĩ tới dược tính, đúng là rất tốt, hai vị thuốc thiếu kia ta phải thứ một chút mới biết được có thể phối ra hay không, nhưng mà vấn đề chắc không lớn bởi vì trong lòng ta đã có mấy vị thuốc có thể dùng từ từ thử xem hiệu quả của loại nào tốt mộ dung khanh nói hiển nhiên lão tổ tông giao quyền quyết định cho nàng có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu mộ dung khanh nhìn cô lại nói nàng nghĩ sao thương mai thẳng thắn nói nói thật ta không muốn cứu hoàng đế băng hà tất cả liền thái bình thái tử đăng cơ lương vương và lão thất phụ chính sự tất cả đều sẽ tốt nàng không có ngốc mà đi cứu một cái tai họa về, để mình không được sống yên ổn. Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu nhất định biết cô sẽ lựa chọn như vậy, hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không lựa chọn cứu. Nhưng nếu bà không muốn cứu thì đơn thuốc này không cần cho, cứ khoanh tay đứng nhìn là được. Trong lúc này, nhất định phải có điều gì đó, không thể đơn giản như vậy được. Cũng không thể vì cô không cứu mà ôn yến đại phu không thu nhận cô làm đồ đệ, lựa chọn kiểu này cũng không khó, mặc dù cô chưa học được thuật châm cứu hoàn chỉnh nhưng sách và bản chép tay vẫn còn ở chỗ cô dùng nhìn thời gian nghiên cứu y thuật sẽ có tinh tiến còn có vấn đề gì nữa thương mai suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được cuối cùng cô hỏi mộ dung khanh thái hoàng thái hậu giải cổ cho chàng chưa mộ dung khanh nói giải cổ không khó chỉ cần tôn phương nhi có thể giải được cổ độc phản vệ của nàng ta lão tổ tông cho nàng phương thuốc này có thể hiểu không Cổ độc của Hoàng Thược là Tôn Phương Nhi hẳn là cùng một loại. Thương Mai lắc đầu, không giống, Tôn Phương Nhi là sâu độc ký sinh, lúc phản phệ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, trong cơ thể của chủ ký sinh sẽ xảy ra điểm khác thường khó lường, trước đó ta đã nói với Hàn Sơn và Tôn Phương Nhi rồi, nàng ta nói, cổ trùng trong cơ thể mình đã không bị khống chế, nói cách khác, sinh ra biến dị rồi. Biến dị này bắt đầu từ đâu nhỉ? Mộ Dung Khanh không hiểu hỏi. Thương Mai giải thích, tôn phương nhi vẫn luôn dùng máu nuôi cổ trùng, trong thể nội tích một lượng lớn cổ độc. Bình thường nàng ta có thể khống chế những trùng độc này, nhưng khi nàng bước vào gai đoạn bị cổ trùng phản phệ, Thương Mai đẩy cái chén, chén lăn mấy lần rồi lăn xuống mặt đất, như thế đột phá phòng tuyến sẽ như bị bại núi đổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cổ trùng lại sinh sôi trong cơ thể nàng ta, cắn nuốt rồi biến trùng biến dị. Bây giờ tôn phương nhi đang dùng bách độc hoàn mà lâm lâm điều chế để tạm thời ngăn cản nhưng mà bách độc hoàn này cũng có độc với cả độc tính rất mạnh nếu không nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược sợ là tôn phương nhi sẽ không chống đỡ được bao lâu mộ dung khanh nhìn cái chén vỡ vụn kia buồn bã nói tôn phương nhi không thể tốt lên vì có biện pháp giải đồng mệnh cổ cũng giống như vô dụng đúng vậy đây cũng là lý do vì sao nhất định phải bảo vệ tính mạng của nam hoài vương trước đó còn cho là dù thái hoàng thái hậu không cứu hoàng thượng nhưng cũng nhất định sẽ ra tay cứu lão thất nhưng mà bây giờ Thái Hoàng Thái hậu muốn đi, cũng không có để lại thuốc giải cổ độc cho Tôn Phương Nhi, mà lại cho Hoành thượng một đơn thuốc trị liệu. Bà có ý gì? Thương Mai thấy thất vọng, cũng bắt đầu cảm thấy, có cứu hoàng đế hay không căn bản không quan trọng, cứu Tôn Phương Nhi mới là chuyện hàng đầu. Mặc dù nói Nam Hoài Vương vẫn đang một mực khống chế hắn, nhưng khó đảm bảo có ngày không nhìn được nữa, hắn ta nghĩ quẩn, lúc đó coi như lão thất gặp nguy hiểm. Với cả, chuyện đồng mệnh cổ cũng không gạt được chắc chắn kẻ có dụng tâm khác cũng biết rồi lão thất thương mai nhìn hắn chàng nghĩ thế nào cảm thấy ta nên cứu không mộ dung khanh im lặng một chút lắc đầu không biết có một số việc hắn không làm được hắn có thể danh chính ngôn thuận đấu với hắn ta một trận nhưng mà hắn cũng không phải kẻ niệm tình cảm gì chuyện tới nước này giữa hoàng thượng và hắn đã không còn cốt nhục tình thân gì mà nói nữa đúng rồi bên thuế thế nào thu hồi ư, thương mai nhìn hắn đang do dự, liền rời chủ đề. Mộ dung khanh khẽ thở dài, bây giờ nhìn cục diện như đã ổn định, nhân dân cũng mắng hắn nhiều, bởi vì chuyện thuế má mặt ngoài coi như vẫn do hắn để sướng áp dụng, chính sách này ban ra thì dễ dàng, nhưng muốn thu về, lại khó, cho dù bây giờ hạ chỉ, quan viên địa phương sẽ thừa cơ vơ vét của cải một chút, vẫn sẽ khiến cho dân chúng lầm than. Còn phải hỗn loạn một thời gian nữa, mộ dung khanh nói, cho dù bây giờ thu hồi, danh tiếng của ta cũng sẽ giảm mạnh. Thương Mai suy nghĩ một chút, nói, bây giờ vừa ban bố xong, chàng liền thu hồi là không ổn. Ta cảm thấy chàng có thể ban bố một điều khoản khác, hai năm này, chính sách thuế má không thay đổi, nhưng mà bấy kỳ bách tính là có nộp thuế, ba năm này có thể chữa bệnh bốc thuốc miễn phí ở Cục Huệ Dân, hai năm sau, thuế về như trước nhưng trị liệu miễn phí vẫn tiếp tục, có điều sẽ thu phí tổn bảo hiểm y tế tương ứng. Trước đó Thương Mai đã suy nghĩ tới vấn đề này cho mộ dung khanh, cảm thấy có thể dùng bảo hiểm y tế hiệu tại dùng tạp, bởi vì chính sách thu thuế không thể thay đổi liên xoành xoạch, ở cổ đại không chuộng trưng cầu ý kiến như ở hiện đại, tất cả những hành động triều đình ban bố đều không minh bạch, sửa chữa thuế má thì hạ chỉ xuống tới nha môn, nếu nha môn địa phương không ban bố ra thì nha môn có thể có cơ hội gian trá, như vậy bách tính sẽ tiếp tục mắng nhức hắn. Có điều, nếu như ban bố chính sách chữa bệnh xuống, nói rõ thuế má tăng trong hai năm này là dùng vào việc thành lập một vài cục huệ dân chữa bệnh ở các nơi, để bách tính không cần khám đắt, mua thuốc đắt, ít nhất có người được hưởng lợi, lúc đó âm thanh khen ngợi sẽ lân át tiếng mắng chửi. Bởi vì nha môn địa phương sẽ không thể nào khấu trừ vào hành động ban ơn cho bách tính này, điều này có quan hệ với chính tích, nếu không ban bố, nha môn bọn họ không có bất kỳ lợi ích thực tế nào có thể cầm, không có lợi ích sẽ không bất chấp nguy hiểm, đây là chuyện thường tình. Mộ Dung Khanh nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, nàng nói lại cẩn thận một chút. Cửa căn phòng này đóng một canh giờ, sắc trời đã tối, mộ dung khanh mới mở cửa, tâm trạng vui vẻ nói với mama đang lo lắng đứng đợi một bên, hâm nóng rượu, đêm nay bản vương muốn uống rượu. Mama thăm dò một chút, thương mai vừa châm nến, ánh sáng chiếu dọi lên gương mặt như hoa của cô, vẻ u sầu tiêu tán, chỉ có hơi mệt mỏi, mama thở dài một hơi, tươi cười giảng rỡ, vâng, nô đi hâm nóng rượu cho người. Vấn đề này được giải quyết, Thương Mai và Mộ Dung Khanh không nóng lòng nữa, dù sao thì đều phải giải quyết từng cái một. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đi, Tần Châu cũng nói lời từ biệt, bảo là muốn về nước. Thương Mai không muốn, nhưng Tần Châu đã quyết định đi, nàng kiên chỉ muốn gả cho Khang Bình Đế, về nước thì sẽ tổ chức đại hôn. Tần Châu cười nói với Thương Mai, hôn lễ của ta không mời ngươi tham gia được, ngươi có hài tử, bộ ba qua lại ta cũng không nở, chờ sau này ta lại đến Đại Chu, sẽ mời các người uống rượu. Tần Châu dường như vẫn là Tần Châu hăng hái trước đây. Mặt mày ung dung, đoan chính, chỉ là đáy mắt, nếu như nhìn kỹ ra thì có thể thấy được một vòng yêu thương. chương 845, chúng ta là Đại Phu. Thương Mai chân Thành nói, mặc dù vẫn luôn mong người ở lại trong kinh, nhưng ta biết ngươi thuộc về Bắc Mạc, Bắc Mạc có bách tính chờ người về, có điều lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Tần Châu giật mình ngơ ngẩn, đúng vậy, từ biệt hôm nay lúc nào mới có thể gặp lại đây. Sẽ không chờ quá lâu đâu, chờ ngươi sinh con, ta sẽ đến chúc mừng, đứa con trong bụng ngươi còn phải kế thừa ta nữa. Tần Châu lên dây có tinh thần, nói. Thương Mai biết, nếu nàng ấy gả cho Khang Bình Đế, sợ là sẽ không còn được làm đại tướng quân tự do nữa, sao có thể tùy ý ra ngoài. Nhưng mà nỗi buồn biệt ly vẫn làm cho người ta quá đau buồn, Thương Mai cũng cười nói, được, Ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, đứa nhỏ chào đời, ta sẽ chờ ngươi tới." Tần Châu nhìn sâu thương Mai một cái, sau đó nói với Mộ Dung Khanh, ngươi cưới được một vị vương phi tốt, phải đối xử tốt với nàng. Mộ Dung Khanh gật đầu, một tay ôm bả vai Thương Mai, nói, bản vương sẽ làm vậy. Tần Châu cười, hoan nghênh các người đến Bắc Mạc làm khách. Nàng chắp tay, nhìn vợ chồng hai người một chút, ngày ta đi, không cần tiễn. Khi nào đi? Thương Mai vội vàng hỏi. Ngày mai, Tần Châu nói. Thương Mai, ta đưa các người đến cửa thành. Tần Châu còn định nói gì nữa, Thương Mai lại bảo, đoạn đường này nhất định phải tiến, không có thương lượng. Tần Châu đành nói, được, ngày mai đại khái là giờ thìn, ta sẽ lên đường. Được, Mai gặp, Thương Mai nhìn nàng, trong lòng buồn thương cực kỳ, Tần Châu đến Đại Chu Lâu như vậy còn chưa dẫn nàng đi chơi tử tế, cho nên đặc biệt ái náy với cả cô còn muốn nói với tần châu về chuyện về nước thành thân ngày mai cô phải tới sớm một chút nói chuyện với nàng trước rồi cùng nhau ra đến cửa thành ít nhất là có thể ở chung một canh giờ bởi vậy cho dù cô có ngàn vạn lời muốn nói cũng tạm thời đè xuống chờ ngày mai mới nói chuyện rõ ràng tần châu quay người a à cảnh cũng vậy tâm trạng của hắn có vẻ không tập trung hồi kinh nhiều ngày rồi hắn và nhu giao còn chưa nói chuyện một câu hắn quay đầu cực nhanh đưa một bức thư cho Thương Mai, nói phiền Vương Phi giao cho Nhu Giao. Thương Mai nhận lấy, nhìn đôi mắt có chút buồn thương của A Cảnh, cái tên ngốc này cuối cùng cũng hiểu được hương vị của tình yêu. Được, Thương Mai đồng ý. Hôm sau, Thương Mai dậy thật sớm, hôm nay mộ dung khanh không lên chiều, cũng theo cô đi tiễn Tần Châu. Nhưng mà đi tới Tây Uyển lại nghe nói tối qua Tần Châu đã rời kinh rồi. Thương Mai gần như cho là mình nghe nhầm, tối qua đã đi rồi tối qua đi lúc nào thị vệ tây uyển nói bẩm vương phi quận vương đi giờ hợi người nói hôm nay vương phi sẽ tới cho nên có bảo thuộc hạ ở đây chờ vương phi người có một câu muốn thuộc hạ thuật lại cho vương phi nàng nói gì thương mai hỏi thị vệ nói quận vương nói nàng không quen cảnh biện diện chia tay cho nên không muốn đối mặt mong vương phi thứ lỗi nếu nàng có cơ hội sẽ đến thăm vương phi trong lòng thương mai cảm thấy như mất đi thứ gì gần như khóc lên với Mộ Dung Khanh, nàng cứ đi vậy, không từ mà biệt. Mộ Dung Khanh an ủi, hôm qua cũng coi như cáo biệt rồi. Đã nói là tiến nàng một đoạn rồi, Thương Mai không thể chấp nhận được việc Tần Châu cứ thế mà đi. Trong lòng cô đã coi Tần Châu như bạn tốt, hai nước đường xá xa xôi, đến lúc đó Tần Châu làm hoàng hậu, nếu muốn gặp nhau cũng không dễ dàng, cô vốn cho rằng Tần Châu sẽ giống như mình, sẽ trân trọng cơ hội nói lời tạm biệt này, không ngờ, nàng lại cứ thế mà đi đúng là một kẻ tuyệt tình, thương mai đỏ mắt nói. Mộ Dung Khanh không lên tiếng, trong lòng hắn biết vì sao Tần Châu không từ mà biệt, ngọn nguồn của sự yếu đuổi trong con người là quyến luyến, phải một mình lên đường, ai lại muốn đối mặt với nỗi buồn chia ly. Trở về phủ, thương mai vẫn không thể bình tĩnh lại, lúc liên thúy ngữ ra đi, cô không có khó chịu như vậy, nhưng cô và Tần Châu trải qua sinh tử, sớm đã xem đối phương như tri kỷ. Ta và nàng cũng ra ngoài một chút, không phải nàng có thư muốn giao cho nhu giao sao nghe nói hai ngày này nhu giao luôn ở đỉnh phong hào quấn lấy hồ hạnh nhi không bằng chúng ta đi tìm nàng thương mai chỉnh lại tâm tình nhìn vẻ cương chiều trên mặt mộ dung khanh ta đến là được rồi ta biết gần đây chàng bận việc triều chính chàng đi làm chuyện của mình đi ta hồ hạnh nhi và nhu giao nói vài chuyện của nữ nhi cũng được nàng dẫn địch thủy và hạ vân kêu cả linh lợi nữa mộ dung khanh dặn dò ừ ta biết chàng đi đi thương mai lấy áo choàng cho hắn thời tiết lạnh rồi đêm này sợ là muộn mới về chàng chú ý một chút mộ dung khanh hôn lên chán nàng một cái ta biết rồi nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều chờ ta về vâng thương mai tay trong tay đưa hắn ra ngoài bởi vì có hạ vân và địch thủy ở đây cho nên nghiêm vinh lại đi chạy việc với mộ dung khanh mộ dung khanh vừa đi ngồi yến tổ liền thò đầu vào cửa ra vào nhìn tên nhóc này linh lợi kéo cánh tay cậu nhìn gì đấy ngô yến tổ liên tục kêu to linh lợi tỉ đau mà đau mà linh lợi buông cậu ra hừ biết đau thì tốt ai bảo ngươi nhìn trộm không phải nhìn trộm ta tời tìm sư phụ ngô yến tổ cười nói ai là sư phụ ngươi người ta cũng chưa thừa nhận linh lợi quát to một tiếng ở đây chờ ta vào thông báo một tiếng thương mai nghe được bọn họ nói chuyện liền bảo gọi cậu nhóc vào đi Ngô Yến Tổ cười ngượng ngùng với Linh Lợi, sư phụ gọi ta đấy. Sau đó chạy vào như làn khói, dèm châu vang lên tiếng đinh đang. Sư phụ, Ngô Yến Tổ đi vào, hồ thương mai một câu, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Thương mai bất đắc dĩ nói, ta không phải sư phụ ngươi, đừng gọi thế. Gọi vương phi hay sư phụ đều giống nhau, không quan trọng, không quan trọng. Ngô Yến Tổ xua tay, thăm dò, đúng rồi sư phụ. Trước đó người nói ôn yến đại phu sẽ tới, không biết lúc nào sẽ tới ạ à? thương mai nhìn cậu có lẽ nàng không tới nữa ngô yến tổ khẽ giật mình thất vọng nói không tới vì sao ạ à? không biết có lẽ ta không có tư cách làm đồ đệ của nàng quả thực là thương mai rất mong đợi ôn yến biết nàng không tới cũng cực kỳ thất vọng cho nên có thể hiểu được tâm trạng của ngô yến tổ sao lại không có tư cách ngày đó giao tỷ nói với ta nói ôn yến đại phu chỉ có một điều kiến chính là muốn người đồng ý cho dù sau này đối mặt với bất kỳ bệnh nhân nào, nếu có biện pháp chữa trị, đều phải trị, việc này người cứ đồng ý không phải là được sao? Thương Mai nhìn Ngô Yến Tổ, đột nhiên trong lòng hơi động, Ngô Yến Tổ, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngô Yến Tổ vỗ ngực, nếu như Ôn Yến Đại phu nguyện ý thu nhận ta làm đồ đệ, nhất định ta có thể làm được. Thương Mai cười, nói chắc chắn như vậy à? Nếu như người đó là kẻ thù của ngươi thì sao? Kẻ thù cũng cứu ai bảo ta là đại phu chứ ngô yến tổ nói ngôn tình hay thương mai khẽ giật mình đại phu chúng ta là đại phu chuyện chúng ta phải làm chính là cướp người từ tay diêm vương cho dù ôn yến đại phu không phải sư phụ của ta ta cũng sẽ trị thân phận của chúng ta chính là như vậy về phần người kia có đáng chết hay không đại phu cũng không cần suy nghĩ tới chuyện đấy chứ nếu như kẻ đó làm nhiều việc ác thì ta tin vào thiên đạo luân hồi nói chung hắn sẽ không có kết cục tốt chương 846, Ngô Yến Tổ là gian tế. Thương Mai lập tức trở nên kính trọng Ngô Yến Tổ, thật sự không ngờ tới, người thanh niên nhìn môi son má phấn, không chút nghiêm chỉnh này lại tôn trọng nghề nghiệp của mình như vậy, hơn nữa lại còn giữ vững nguyên tắc đến thế. Thương Mai dường như có chút tỉnh ngộ, lúc cô đang định cho qua chuyện này, Ngô Yến Tổ này đột nhiên đứng ra nhắc nhở cô. Ngô Yến Tổ, người khiến ta rất bội phục, người là một đại phu đủ tư cách. Thương Mai chân thành nói ngô yến tổ ngờ vực nhìn thương mai không phải người nghĩ như vậy sao nhưng ta nghe nhu giao tỷ nói người nói người có thể làm đến mức mà ôn yến đại phu yêu cầu thương mai khẽ lắc đầu nói thì dễ nhưng để làm thì rất khó ngô yến tổ không hiểu có gì khó chúng ta là đại phu thứ chúng ta mong muốn không phải chính là y thuật uyên thâm có thể cứu được càng nhiều người hơn sao nếu vì một người mà cứ dừng chân tại chỗ từ bỏ cơ hội cứu rất nhiều người vậy thì rất đáng tiếc quá rồi. Ngô Yến Tổ thấy cô không nói gì, lại nói tiếp, còn có, ta nghe Nhu Giao tỷ nói chuyện đồng mệnh cổ rồi, đến bây giờ người vẫn chưa thể giải được đồng mệnh cổ cho vương gia, nếu người từ bỏ việc làm đồ đệ của ôn Yến Đại Phu, lỡ như ôn Yến Đại Phu có phương thuốc tốt thì sao? Thương Mai cảm thấy có chút khó hiểu, khó hiểu là vì sao Nhu Giao lại nói với hắn những điều này. Ngoài ra, còn bị lay động, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? nghĩ sâu hơn một chút đây liệu có phải là một thử thách mà ôn yến đại phu đưa ra cho cô hay không nếu cô cứu hoàng đế chứng minh có thể làm được yêu cầu của ôn yến đại phu ôn yến đại phu sẽ nhận cô làm đệ tử nếu cô không cứu có nghĩa là từ bỏ việc theo ôn yến đại phu học y vậy thì cô sẽ không thể nào giải được việc phản phệ cổ độc của tôn phương nhi đồng nghĩa với không thể nào cứu được lão thất cả đời này lão thất sẽ bị dẫn dắt bởi sống chết của nam hoài vương nếu thật sự là thử thách Vậy thì, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn cũng tham gia vào trong đó, giống với những gì cô nghĩ trước kia, nếu Thái Hoàng Thái Hậu muốn thấy Hoàng đế chết, thì sẽ hoàn toàn không cần đến phương thuốc này, đứng khoanh tay bàng quan là được rồi. Còn có, lời mà A Sà Cô Cô nói với cô hôm đó, từng lời một xuất hiện trong đầu cô, A Sà Cô Cô nói Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã lớn, dễ mềm lòng, bắt đầu không nỡ rồi. A Sà Cô Cô còn ngầm ra hiệu cho cô, thật ra Thái Hoàng Thái Hậu không nhẫn tâm nhìn Hoàng đế chết nhưng bà lại không thể nào trực tiếp ra tay, nên mới cho cô một phương thuốc này, vừa nói là của ôn yến đại phu cho, mục đích là để cứu hoàng đế. Sư phụ, ngô yến tổ thấy cô đột nhiên mất tập trung, nhìn cô hỏi, người sao vậy? Thương mai tỉnh táo lại, không sao, ta chỉ đang cảm thán, người còn thích hợp làm đại phu hơn ta. Không chỉ hắn, đến cả nhu dao cũng chuyên nghiệp hơn cô. Sư phụ khiêm tốn rồi, y thuật của sư phụ tốt như vậy, còn tinh thông thuật châm cứu, không biết có thể cứu được bao nhiêu người. Ngô Yến Tổ nhìn Thương Mai, nói thật ra ta lại cảm thấy không khó chọn lựa, xem người coi bản thân thành người như thế nào, nếu người chỉ cảm thấy người là đại phu, vậy thì không có ai là không thể cứu cả. Thương Mai quả thực không ngờ Ngô Yến Tổ có thể nói ra những lời này, đúng là triết lý mà. Cảm ơn ngươi, Thương Mai chân thành nói, tuy vẫn chưa quyết định sẽ làm thế nào, nhưng mà, lời của Ngô Yến Tổ khiến cô đã có đường lối, ít nhất cô sẽ suy nghĩ thêm một chút. Ngô Yến Tổ cười thật thà, không cần cảm ơn, giúp được sư phụ là tốt, ta rất hy vọng sư phụ có thể trở thành đệ tử của ôn Yến Đại Phu, như vậy là ta có thể trở thành đồ tôn của ôn Yến Đại Phu rồi. Thương Mai cười nói, cố gắng hết sức thôi. Cô đuổi Ngô Yến Tổ ra ngoài, thay quần áo, đưa Linh Lợi và hai cao thủ đi đỉnh phong hào. Nhu Giao quả nhiên ở trong phòng làm việc của Hồ Hạnh Nhi, Hồ Hạnh Nhi thấy cô đến, rõ ràng thấy được đã thở phào một hơi, nhanh chóng tiến đến đón tiếp khách quý khách quý nha thương mai cười sao nào rất nhớ ta à hồ hạnh nhi chớp chớp mắt đương nhiên là nhớ người rồi mau ngồi đi thương mai ngồi xuống nói người nhớ ta cũng vô dụng ta đến không phải tìm người ta đến tìm nhu giao tìm ta nhu giao ngơ ra sao người biết ta ở đây nghe nói gần đây người đều làm ổ ở đây thương mai lấy một phước thư trong tay áo ra đưa cho nàng ta, đây là A Cảnh đưa cho ngươi. Nhu Giao không tình nguyện nhận lấy, bĩu môi nói, viết thư. Tại sao không nói thẳng với ta, còn nhờ ngươi đưa thư cho ta nữa. Y về Bắc Mạc rồi, ngươi không biết sao, hoặc là trước đó đã từng đi tìm người, nhưng chắc ngươi cũng không muốn gặp Y. Nhu Giao kinh ngạc, trở về rồi, trở về từ lúc nào vậy? Tối qua đã đi rồi, thương mai thở dài, tối qua tới chào ta một tiếng, nói là hôm nay sẽ đi, hôm nay ta đi tiến bọn họ, lại chẳng thấy ai cả, tối qua nhân lúc tối trời đã chuồn rồi. Nhu Giao cười khẩy, đi thì đi thôi, còn viết thư làm gì? Kiểu gì bọn họ cũng phải trở về thôi, Nhu Giao, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Ngươi thật sự thích hà Cảnh sao? Nhu Giao siết bức thư, có chút thất thần nói ta không biết. Ngươi không biết, thương mai kéo nàng ta ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi còn gì đó với Tô Thanh? nhu giao cười khổ một tiếng ta không biết thật sự không biết lúc đó nghe thấy a cảnh nói với ta là y thích ta muốn cưới ta làm thê ta rất cảm động nhưng sau đó bình tĩnh lại ta vẫn không kiềm lòng được mà so sánh y với tô thanh thương mai trái tim con người rất kỳ lạ nếu ta và a cảnh vẫn cứ mãi lưu vong ở bắc mạc ta sẽ yêu a cảnh vì lúc đó ta toàn tâm toàn ý nghỉ lại vào y tin tưởng y nhưng ta trở về rồi mọi thứ lại như khác hẳn đi rồi Người cảm thấy A Cảnh không so được với Tô Thanh, Hồ Hạnh Nhi chen lời hỏi. Nhu Giao lắc đầu, cũng không phải nói là A Cảnh không so được với Tô Thanh, chỉ là ta thích Tô Thanh hơn. Vậy thì có sao, Tô Thanh không thích người mà, đơn phương có tác dụng gì chứ? Hồ Hạnh Nhi là người theo chủ nghĩa hiện thực, nếu đã không có được, vậy thà chẳng mong mỏi còn hơn. Chàng không thích ta, ta cũng không nói nhất định phải ở bên chàng, như vậy cũng rất tốt, chàng thích linh lợi, ta cũng mong chẳng có thể ở bên linh lợi. Ý của ngươi là sao? Thương Mai khó hiểu nhìn nàng ta. Như vậy, Nhu Giao cười khổ một tiếng thì sẽ an toàn hơn. Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi nhìn nhau, mặt đối mặt, đây là đạo lý gì thế? Đơn phương thì an toàn hơn, an toàn hơn cái quái gì? Đương nhiên là nắm hạnh phúc trong tầm tay thì quan trọng hơn rồi. Nhu Giao, giữa ngươi và Nam Hoài Vương rốt cuộc là có chuyện gì? Thương Mai quyết định hỏi nàng ta, cô cảm thấy đây là nút thắt trong lòng nhu giao sắc mặt nhu giao thay đổi giữa ta và chàng thì có thể có chuyện gì chứ ngươi đừng nói bừa thương mai thấy nàng ta như vậy chỉ có thể nói được nếu ngươi không chịu nói thì đừng nói nữa cô chuyển chủ đề đúng rồi sao ngươi lại nói nhiều chuyện của chúng ta với ngô yến tổ như vậy đến đồng mệnh cổ cũng nói với hắn luôn rồi Nhu giao ngơ ra ta đâu nói với hắn chuyện đồng mệnh cổ sao có thể tùy tiện nói với hắn được Ta còn không quá tin hắn nữa kìa, sao thế? Hắn biết rồi. Sắc mặt Thương Mai nghiêm trọng, hắn biết, hơn nữa, hắn nói là người nói với hắn. Không thể nào, ta đầu thân với hắn đến vậy, lúc trên đường về nhà, hắn cưỡi lừa của hắn, bọn ta đi xe ngựa, gần như chẳng nói chuyện với nhau, sau khi trở về, ta qua vương phủ của các ngươi mấy lần. Thương Mai và Hồ Hạnh nhi nhìn nhau, lớn chuyện rồi. Chương 847, tránh đi là được. Hồ Hạnh Nhi nói, tên ngộ yến tổ này, hai người chưa điều tra rõ sao. Cứ đưa về như vậy thôi, nguy hiểm quá rồi đó. Thương Mai nói, lão thất sai người đi điều tra rồi, hắn từng cứu ta ở Thanh Châu, vì có ơn cứu mạng, nên cũng không nghĩ quá nhiều. Người vẫn nên trở về hỏi cho cẩn thận, nếu hắn thật sự có vấn đề, mấy người sẽ rất nguy hiểm đó. Hồ Hạnh Nhi nghiêm túc nói, ừm, um, ta về ngay đây, Thương Mai nói nhu giao vội cất thư đi ta đi cùng ngươi tên này dám nói là ta nói với hắn xem ta có đánh gãy chân hắn hay không thương mai đưa nhu giao trở về phủ bảo ma ma lập tức đi tìm ngô yến tổ tới ma ma lại nói sau khi người ra ngoài ngô đại phu cũng ra ngoài theo lúc này vẫn chưa trở về vậy ngươi canh chừng khi nào hắn trở về thì bảo hắn gặp ta thương mai nói xảy ra chuyện gì rồi ạ à? ma ma thấy cô trở về liền tìm ngô yến tổ Sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, bèn lo lắng hỏi: "Ta có chút chuyện tìm hắn, đúng rồi, mama, mấy ngày này hắn ở trong phủ có chuyện gì khác thường không? Ví dụ như đi gặp người nào đó, hoặc là thăm dò mọi người điều gì đó." Thương Mai hỏi. Mama nghĩ một lúc, "Vậy thì không có, ít nhất cũng không nghe ngóng điều gì chỗ nô tỳ, nhưng ngày nào cũng quấn lấy Uyển Tĩnh từ sáng đến tối, bảo Uyển Tĩnh tính sổ sách cho hắn." Uyển Tĩnh cũng không thích hắn, nhưng biết hắn là ân nhân của vương phi người vì vậy mới chịu đựng hắn. Chỉ gọi huyền tĩnh tính sổ sách mà thôi. Nô tỳ gọi huyền tĩnh tới, huyền tĩnh thân cận với hắn nhất, ban ngày gần như hắn đều quấn lấy huyền tĩnh, có một tối, còn theo huyền tĩnh ra ngoài chơi nữa, có điều, huyền tĩnh cũng không làm gì được hắn. Được, người gọi huyền tĩnh đến. Thời gian huyền tĩnh vào phủ không tính là lâu, nhưng việc tính toán sổ sách trong phủ, ngộ yến tổ này quấn ai không quấn, lại chỉ quấn lấy huyền tĩnh, chẳng lẽ, muốn điều tra sổ sách sao? chỉ là sổ sách trong vương phủ thì có gì đáng điều tra chứ? Chẳng lẽ muốn điều tra xem lão thất có tham ô hay không à? Nhưng nếu có tham ô thì cũng sẽ không viết vào sổ sách của vương phủ mà. Hơn nữa, lão thất không bao giờ tham ô, đại chu này còn ai không biết chứ? Nếu thật sự muốn có được lợi ích, thì đưa cho hắn một vò rượu ngon còn hữu dụng hơn là đưa vàng bạc. Ma ma rời đi tìm huyền tính, nhu giao thấy bà ta ra ngoài, nói với Thương Mai, nói ra thì tên Ngô Yến Tổ này đúng là kỳ lạ thật đấy, lúc ở Thanh Châu đã chữa trị khỏi cho ngươi, sau đó muốn bái ngươi làm sư, bách tính bình thường sau khi biết được thân phận của ngươi và lão thất, nào còn dám dây dưa không dứt chứ. Nhưng hắn lại không như vậy, sống chết quấn lấy muốn bái ngươi làm sư, ta nhớ, lúc đó ta nói muốn bái ngươi làm sư, cũng không biết hắn chui ra từ đâu, quỳ xuống nhận ngươi làm sư phụ, ngươi không nhận hắn, hắn còn mua một con lừa, theo chúng ta về kinh thành, bây giờ nghĩ lại, đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà. Thương Mai tuy cảm thấy Ngô Yến Tổ có chút vấn đề, nhưng nghĩ lại một loạt hành động của hắn, cũng không có ác ý gì, thậm chí, những lời hôm nay hắn nói với cô, dường như là có ý dẫn dắt. Không đưa ra kết luận vội, đợi Uyển Tĩnh qua đây hỏi rõ ràng rồi nói tiếp. Nếu hắn cố ý tiếp cận Uyển Tĩnh, nhất định sẽ hỏi đến chuyện trên sổ sách, hoặc là thông qua Uyển Tĩnh để điều tra vương phủ, chỉ là, đến Uyển Tĩnh cũng không biết chuyện đồng mệnh cổ, hắn đến kinh thành lần đầu trước kia cũng chưa từng gặp qua sao lại biết được đồng mệnh cổ chứ mama dẫn huyền tĩnh đến giờ đây huyền tĩnh càng ngày càng chất phác mặc một bộ quần áo giống với nha hoàn trong phủ vừa vào liền hành lễ vương phi người gọi nô tỳ ạ huyền tĩnh người và ngô đại phu rất thân thiết sao thương mai hỏi gương mặt trắng trẻo của huyền tĩnh hiện lên sự phiền não và ngại ngùng bẩm vương phi không được xem là thân thiết mama nói với ta người và hắn từng cùng nhau ra ngoài chơi nếu không thân thiết cô nam quả nữ ra ngoài không sợ người ta nghị luận sao thương mai cầm một ly trà lên khẽ gạt bong bóng trong ly trà hai mắt lại nhìn chằm chằm uyển tĩnh uyển tĩnh cắn môi đôi mắt đã đẫm lệ nô tì cũng không muốn theo hắn ra ngoài chỉ là hắn hắn làm sao thương mai sinh lòng ngờ vực thấy uyển tinh âm ức như vậy chẳng lẽ ngôi yến tổ đó còn có thể ép nàng ta đi sao Uyển tĩnh nói, hắn nói, hắn nói hắn là ân nhân của Vương Phi, nô tỳ là hạ nhân trong Vương Phủ, Vương Phi không thể báo ơn, bèn bảo nô tỳ báo ơn. Nhu Giao tức giận, hay cho một tên chơi bời chắc táng, hắn làm gì ngươi rồi. Uyển tĩnh vội lắc đầu, huyện chúa bất giận, chuyện đó thì không có, chỉ gọi nô tỳ theo hắn ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi, hắn nói muốn thân thuộc với kinh thành hơn. Chỉ vậy thôi, Nhu Giao ngơ ra. Vâng, thương mai hỏi vậy hắn có từng nghe ngóng chuyện của vương phủ từ chỗ ngươi không uyển tĩnh gật đầu từng hỏi hỏi những gì đáy mắt thương mai hiện lên sự lạnh lẽo quả nhiên uyển tĩnh nói hắn hỏi vương phi thích ăn gì bình thường thích làm gì thích những thứ gì đều nghe ngóng về chuyện của vương phi người chỉ hỏi những điều này có từng hỏi chuyện sổ sách hay chuyện gì khác ví dụ như chuyện của vương ra không uyển tĩnh lắc đầu vậy thì không có ạ à? Thương Mai và nhu giao nhìn nhau, chỉ hỏi về cô. Uyển Tĩnh nghĩ một lúc, đột nhiên nói có. Nô tỳ nhớ hắn từng hỏi chuyện của Vương gia một lần. Hắn hỏi gì? Thương Mai nhìn nàng ta. Hôm đó lúc ra ngoài cùng hắn, bọn Nô tỳ uống trà ở Ngô Kinh Việt, hắn hỏi Nô tỳ sao Vương gia lại cưới Vương phi, hỏi từ khi Vương gia thành thân đến nay có cơ thiếp thông phòng gì đó không. Hỏi những điều này, Thương Mai thấy vô cùng khó hiểu những thứ này chỉ có thể xem là buôn chuyện mà thôi, vì trước kia mộ dung khanh không có chắc phi, bây giờ có cơ thiếp thông phòng hay không, tùy tiện hỏi một hạ nhân cũng có thể biết được, không xem là thăm dò được. Nhu Giao không cam lòng hỏi, người nghĩ kỹ lại xem, hắn còn hỏi gì không? Sổ sách, điền trang, nhà kho, những thứ này đều không hỏi, cho dù có hỏi, nô tỳ cũng không nói. Uyển tĩnh đáp, ma ma nghe ba người nói chuyện, cảm thấy không ổn, bèn hỏi, vương phi, ngô đại phu đó có gì đáng nghi sao hắn không phải ân nhân của người sao thương mai nói hắn đã cứu ta cũng xem như là ân nhân của ta chỉ là thương mai cũng không nói ra được lý do tại sao ngô yến tổ này quả thực đáng nghi nhưng mà có ác ý hay ý đồ xấu xa gì hay không thì vẫn chưa biết được mọi thứ phải đợi hắn trở về hỏi cho rõ thì mới biết được thương mai im lặng một lúc rồi nói với huyền tính sau này nếu hắn còn nói với người những chuyện như báo ơn, người bảo hắn đến tìm ta, người hắn cứu là ta, không thể kêu các người đi báo ơn được. Huyền tĩnh thở phào một hơi, thật ra nô tỳ không thích qua lại với hắn, người này, người này rất vô lại. vô lại, nhu dao nhìn nàng ta hỏi, vô lại như thế nào? sắc mặt Huyền tĩnh lập tức ửng đỏ, chuyện này, chuyện này, trước kia hắn nói, chỉ cần nô tỳ nắm tay hắn một lát, sau này hắn sẽ không kêu nô tỳ báo ơn nữa chỉ là nô tỳ đã tin hắn, cho hắn nắm tay, nhưng hắn vẫn tiếp tục bắt ép nô tỳ như trước. Nhu Giao khinh thường nói, biết ngay hắn là một tên chơi bời trác táng mà, lúc nãy người còn giải thích thay hắn nữa. Sắc mặt uyển tính càng lúc càng đỏ, cũng không dám lên tiếng nữa. Thương Mai thấy vậy, cười nói, người đi đi, sau này nếu không thích, tránh đi là được. chương 848, không thể đắn đo. Đợi cho đến tận tối Ngô Yến Tổ vẫn chưa về. Tối nay Mộ Dung Khanh vốn đồng ý trở về ăn cơm cùng Thương Mai, nhưng vì bàn việc với các vị đại thần về chuyện chữa bệnh, quả thực không về kịp, bèn bảo Nghiêm Vinh trở về thông báo cho Thương Mai, hắn sẽ về muộn một chút. Thương Mai biết hắn đang chạy đua với thời gian, hạng mục này được ban hành vào năm ngoái là tốt nhất, như vậy thì sẽ có càng nhiều người được hưởng lợi hơn. Mộ Dung Khanh đến nửa đêm mới trở về, Thương Mai vẫn chưa ngủ, đợi hắn cũng đang đợi Ngô Yến Tổ. Sao còn chưa ngủ? mộ dung khanh trở về cùng với cái lạnh đầu đông thấy thương mai vẫn đang đọc sách về y học không khỏi trách móc nói không ngủ được thương mai ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn mệt không ma ma nấu canh cho người đó ta sai người bưng lên cho người không cần mộ dung khanh ngồi xuống cái sập khẽ ôm cô vào lòng đưa tay vuốt ve cái bụng nhỏ của cô nhóc này ngoan không thương mai cười nói thai nhi còn chưa có động tĩnh nữa nói gì là ngoan hay không động tĩnh thai nhi mộ dung khanh khó hiểu nhướng mày hỏi còn động đậy sao lúc nào thì có thể cảm nhận được qua hai tháng nữa người không biết là nó sẽ động đậy sao đây là thưởng thức đó ta không có những thưởng thức này mộ dung khanh hiển nhiên rất vui vẻ thương mai kéo tay hắn đặt lên vị trí tim mình hôm nay bàn chuyện với các đại thần như thế nào rồi đa số đều tán thành nhưng vẫn có một số người làm khó không ảnh hưởng đừng lo lắng mộ dung khanh đơn giản nói trước mặt thương mai hắn quyết định sẽ không nói nhiều về chính sự cho cô nghe miễn cô nghe rồi lại lo lắng sợ hãi vậy thì tốt thương mai dựa vào người hắn nói chuyện của ngô yến tổ cho hắn nghe mộ dung khanh nghe xong cũng không quá để ý đã điều tra ngô yến tổ rồi hơn nữa an nhiên lão vương gia cũng từng nói với ta không cần nghi ngờ người này thương mai thấy kỳ lạ an nhiên lão vương gia nhưng lúc trước khi ở thanh châu rõ ràng là an nhiên lão vương ra không biết hắn mà. Lão vương ra kia gian lắm, mộ dung khanh cười nói, lại bổ sung thêm một câu, ngộ mộ yến tổ kia cũng rất gian. Ta chỉ tò mò, sao hắn lại biết chuyện đồng mệnh cổ. Đêm nay hắn vẫn chưa về à. Kêu người canh cổng rồi, hắn vừa về sẽ lập tức đưa hắn đến gặp ta ngay, đến giờ vẫn chưa thấy. Mộ dung khanh trầm ngâm một lát, ngày mai ta đi tìm an nhiên lão vương ra, có lẽ có thể biết được thân phận của Ngô Yến Tổ từ miệng ông ta. Cũng được, Thương Mai đồng ý, rồi đứng dậy, mau đi tắm, ta sai người đun nước tới. Mộ Dung Khanh cười, nuông chiều nhìn cô, rất thích dáng vẻ nàng bận rộn vì ta như vậy. Ôm lấy cô, hôn một cái rồi mới thả cô ra rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thương Mai vẫn chưa tỉnh dậy, Mộ Dung Khanh đã ra ngoài rồi, bận rộn như vậy khiến Thương Mai rất đau lòng, chỉ có thể bảo mama tối nay lại nấu canh nhân sâm cho hắn. Mama vừa lui xuống thì đã thấy Linh Lợi kéo Ngô Yến Tổ đi vào. Tối qua Linh Lợi ra ngoài tìm tên này, tìm cả một đêm, vô cùng giận dữ, đẩy hắn đi gặp Thương Mai. "Thả ta ra, ta cũng đâu làm gì sai." Ngô Yến Tổ nhao nhao nói. Thương Mai nghe giọng Ngô Yến Tổ, kéo rèm bước ra ngoài. Chỉ thấy hắn vô cùng nhếch nhác, quần áo bị xé rách, tóc tai rất loạn, mặt cũng xanh tím cả một mảng có thể thấy hắn đã bị linh lợi đánh cho một trận tơi tả thương mai nhíu mày linh lợi đưa hắn về là được đánh hắn làm gì chân tướng chuyện này thế nào vẫn chưa biết được nếu hắn không phải gian tế gì đó thì không phải đã bị đánh oan rồi sao linh lợi không vui nói nào phải ta đánh đâu hắn bị người khác đánh đó nếu không phải ta ra lệnh cho người của tố nguyệt lâu trong kinh thành đi tìm hắn nói không chừng hôm nay thứ người nhìn thấy chỉ là thi thể của hắn thôi Ngô Yến tổ đỏ mặt giải thích, nói bừa, ta cũng đâu làm gì sai, sao bọn họ lại truy sát ta cả đêm. Vậy sao bọn họ lại đánh ngươi? Linh lợi hừ giọng nói. Thương Mai nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Linh lợi nói, tối qua hắn không trở về, ta bèn sai người đi tìm hắn, người biết được tìm thấy hắn ở đâu không? Nghĩa trang đó, hắn mạo phạm người chết, bị người nhà người ta đánh một trận rồi nhốt lại. Người đi Nghĩa trang làm gì? Thương Mai không hiểu hỏi ta tưởng rằng thi thể ở Nghĩa Trang đều không có người nhà, nên mới nghĩ cách mượn thi thể của bọn họ để trồng ít đồ, ai biết được chứ. Ngô Yến tổ tuổi thân nói, Nghĩa Trang đó ở ngay gần thôn, người ta mất mẹ, chuẩn bị làm tang sự, để thi thể ở cửa Nghĩa Trang rồi đi lo liệu tang lễ, ngươi thì hay rồi, không nói lời nào vén tấm vải trắng phủ thi thể lên, đâm kim châm vào thi thể người ta, còn thả độc trùng, người ta không đánh ngươi thì đánh ai nữa. Sao ngươi lại làm như vậy? Còn nữa, rõ ràng là nhu giao không nói với người chuyện đồng mệnh cổ người biết được từ đâu thương mai nhìn hắn hỏi ngô yến tổ ngơ ra một lúc lâu sau cũng không thể nói được gì thương mai nói tốt nhất là ngươi nên nói thật nếu không cho dù ngươi có là ân nhân của ta ta cũng không khách khí với ngươi đâu linh lợi phối hợp với thương mai giơ nắm đấm lên nhắm thẳm vào mắt ngô yến tổ ngô yến tổ sợ hãi lùi về sau một bước vội nói sư phụ người đừng giận linh lợi tỷ dơ cao đánh khẽ ta nói ta nói đừng gọi ta là tỷ người lớn hơn ta linh lợi bực bội nói ngô yến tổ cười tươi đúng linh lợi muội muội linh lợi sắc mặt vô cảm đấm qua đó ngô yến tổ đau đớn kêu lên bịt miệng mình lại ai ra ta sai rồi ta sai rồi linh lợi cô nương tha cho ta đi ngô yến tổ chỉnh đốn lại mái tóc rối bời của mình nói với thương mai sư phụ bớt giận không phải đệ tử cố ý nói dối đâu là người kia nói với ta, nếu có thể bảo sư phụ làm đệ tử của ôn yến đại phu, nàng ta nhất định sẽ bảo người nhận ta làm đồ đệ. Gặp người kia ở đâu? Là nam hay nữ, già hay trẻ? Linh lợi hỏi liên tiếp. Ngô Yến tổ xoa mặt nói, vào sáng sớm hôm nọ, một mình ta đến một tiệm tiềm tâm ở ven con sông quanh thành ăn sáng, ăn xong thì đi chơi một lát ở bên sông, đột nhiên có một người bắt ta lên xe ngựa, còn đánh ngất ta, đến một tứ hợp viện thì nhốt ta vào trong phòng tối, ta không thấy người đó là ai, giọng nói rất trầm thấp, là nữ, nàng ta nói với ta, bảo ta dẫn dắt người đi chữa bệnh cho hoàng thượng, chỉ cần người chữa bệnh cho hoàng thượng, ôn yến đại phu sẽ nhận người làm đệ tử. Chuyện đồng mệnh cổ cũng là nàng ta nói với người sao? Thương Mai hỏi, đúng vậy, nàng ta còn dạy ta nên nói với người thế nào nữa, bảo người đừng quên, mình là một đại phu. Thương Mai khẽ thở dài, cho đến bây giờ, cô cũng biết đại khái người đó là ai rồi e là ôn yến đại phu thật sự đến kinh thành rồi. Trừ việc dạy người khuyên ta ra, nàng ta còn nói gì không? Thương Mai hỏi. Ngô Yến Tổ nhìn Thương Mai nói, không còn gì khác nữa, nàng ta chỉ nói, bảo người đừng quên người là một đại phu, đừng quên những việc mà đại phu cần làm. Ngày hôm đó, chính là ngày Thái Hoàng Thái Hậu đưa phương thuốc cho cô, cũng là ngày trước khi Thái Hoàng Thái Hậu ra đi. Quả nhiên cô không đoán sai, Thái Hoàng Thái Hậu muốn cứu Hoàng đế, Đúng rồi, nàng ta còn nói một câu. Ngô Yến Tổ đột nhiên nói, chính là lúc nói đến đồng mệnh cổ, nàng ta nói cổ độc phản phệ, chỉ có ôn Yến Đại Phu mới có thể chữa trị. Thương Mai khẽ run rẩy, thật sự là như vậy. Đây không phải vấn đề để đắn đo, xem ra là khiến cô quyết định có cứu Hoàng thượng hay không, nhưng không thể đắn đo, cũng không thể lựa chọn. Muốn giải đồng mệnh cổ, buộc phải cứu Tôn Phương Nhi. chương 849, Người vô tình, ta vô nghĩa sau khi biết được mọi chuyện, Thương Mai lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Là một bác sĩ, cô thật sự rất khó để làm trái lại lương tâm của mình, biết rõ là có thể cứu cũng không cứu. Lúc Ngô Yến Tổ rời đi, đột nhiên quay đầu lại nói một câu, mấy ngày nay ta đi lại ở ngoài kinh thành, nghe ngóng được một số chuyện của đương kim hoàng thượng, bách tính vẫn rất ca ngợi hoàng thượng, bọn họ nói, hoàng thượng là một hoàng đế tốt. Thương Mai gật đầu, ừm, um, ta biết rồi, người lui xuống đi ngô yến tổ do dự một lát hỏi vậy người có cứu hoàng thượng không người không muốn trở thành đệ tử của ôn yến đại phu sao ta nghĩ đã được không thương mai khẽ nói linh lợi biết thương mai phiền lòng bèn đẩy ngô yến tổ rời đi thương mai dựa vào cửa sổ ngồi xuống khẽ thở dài đúng vậy hoàng thượng từng là một hoàng đế tốt làm rất nhiều chuyện cho bách tính đại chu điều này không thể phủ nhận vì đến cả lão thất cũng từng nói như vậy một hoàng đế tốt, đột nhiên trở thành một hoàng đế bất tài, là vì hắn đã bị uy hiếp, hắn cho rằng, sự uy hiếp lớn nhất là lão thất, người em trai hắn từng tin tưởng, ỷ lại nhất. Cũng không biết là đáng cười hay đáng buồn nữa. Sau khi thương mai cảm khái một lúc lâu, Ben bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu phương thuốc. Sau khi có quyết định trong lòng, cô đã dễ chịu hơn mấy ngày trước rất nhiều, ít nhất không cần đấu tranh tư tưởng nữa. Lúc mộ dung khanh trở về, Thương Mai thông báo cho hắn quyết định của mình. Mộ Dung Khanh khẽ ôm cô vào lòng, nói, "Nàng đưa ra bất cứ quyết định nào, ta đều sẽ ủng hộ, dự tính xấu nhất là trước khi y khỏi, chúng ta rời khỏi kinh thành, đi Nam Quốc." "Ừm, đi Nam Quốc, thật ra đi Nam Quốc không phải là lựa chọn tệ nhất, mà lại là lựa chọn tốt nhất." Thương Mai dựa vào lòng hắn, "Đi Nam Quốc sao lại không phải một lựa chọn tốt chứ, ít nhất là rời xa hoàng quyền, lại làm hàng xóm với Việt Đông Vương." Hoàng thượng cũng không ngốc đi trêu vào một con hổ đang an phận như vậy nữa, thế nên cuộc sống chắc chắn sẽ yên ổn hơn khi ở trong kinh thành. Chữa chỉ cần bao nhiêu thời gian? Mộ Dung Khanh hỏi. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Vậy chúng ta còn có thể đợi A Toàn thành thân xong rồi hãy rời đi. Mộ Dung Khanh rất vui lòng nói, hơn nữa, trong khoảng thời gian một năm rưỡi này, hắn cũng có thể chỉnh sửa lại một số chính sách có phần bất công, rồi bồi dưỡng một ít mối quan hệ cho thái tử. Có điều, Tôn Phương Nhi đó có thể chống đỡ được lâu như vậy không? Mộ Dung Khanh hỏi. Điều này Thương Mai cũng từng nghĩ đến. Cô nói, nếu người kia đã nói với Ngộ Yến Tổ những lời này, chắc hẳn nàng ta sẽ giúp Tôn Phương Nhi thôi. Phía bên Tôn Phương Nhi cô thực sự đã hết cách, cũng chỉ có thể nhờ người kia giúp đỡ thôi. Nàng đừng quá sức, bản thân quan trọng nhất, biết không? Mộ Dung Khanh dặn dò. Ta biết, ta sẽ thu nhận Ngô Yến Tổ, hắn sẽ vào cung cùng ta. Thương Mai Kỳ cuối châm cứu chắc chắn cô sẽ không đủ sức lực, may mà Ngô Yến Tổ hiểu biết một chút thuật châm cứu, nếu hai tháng này có thể cố gắng một chút, châm cứu phối hợp với thuốc, chỉ nửa năm tám tháng, bệnh của Hoàng đế sẽ tốt lên. Những ngày tháng tiếp theo, phu thê hai người đều rất bận. Mộ Dung Khanh mạnh mẽ, kiên quyết lôi ra được một chuỗi những người theo chủ nghĩa bảo Hoàng, cũng không trừng phạt, chỉ phái bọn họ đến nơi khác, còn về những quan viên được thăng chức sau khi hoàng đế giành lại quyền nắm giữ triều chính thì đã cho bộ lại điều tra, có thể dùng được, giữ lại, nếu không đáng tin sẽ điều một loạt đến nơi khác hoặc giáng chức. Sau đó, sẽ thăng cấp cho vài võ tướng, những võ tướng này đều là những đại thần có công lao, cho dù sau này hoàng thượng nắm quyền cũng không thể cướp đi chức vị của bọn họ được. Thương Mai thu nhận Ngô Yến Tổ, mỗi ngày đều đưa Ngô Yến Tổ vào cung châm cứu, thử thuốc. Hoàng đế cũng thu bớt tính khí lại không còn thù hận với Thương Mai như trước kia nữa, vô cùng phối hợp với sự chữa trị của Thương Mai, thậm chí cũng yên tâm để Ngô Yến Tổ châm cứu cho hắn. Ngày đó, sau khi Thương Mai châm cứu xong, hoàng đế sai người chuẩn bị trà và điểm tâm, muốn nói chuyện với Thương Mai. Thương Mai cho Ngô Yến Tổ lui ra, dìu hoàng đế ngồi xuống. Hoàng đế miễn cưỡng mới có thể đứng dậy, vì thử thuốc mà hắn luôn cảm thấy chóng mặt, nôn ra máu đã giảm bớt, hô hấp lại khó khăn hơn. Ngồi đi hoàng đế thở gấp dựa nửa người vào ghế thương mai ngồi trước mặt hắn đưa hắn một chiếc khăn tay phòng khi hắn thở dốc nôn ra máu đây là phương thức lão tổ tông để lại cho ngươi đúng không hoàng đế thở dài một hơi khẽ hỏi đúng vậy thương mai thừa nhận bà đã đưa ta phương thuốc thiếu hai vị thuốc ý của bà là cứu hay không cứu tùy ta chỉ là bà sai người truyền đạt với ta nếu ta cứu người ôn yến đại phu sẽ nhận ta làm đệ tử thế nên, vì muốn làm đệ tử của ôn yến đại phu, người mới cứu chấm. Sắc mặt hoàng đế thả lỏng ra, hắn thích như vậy, cô có mục đích của mình, chứ không phải hắn nhận ân huệ của cô. Đúng vậy, thương mai gật đầu, cô thả như vậy, trong lòng mới dễ chịu đôi chút. Hoàng đế khẽ thở dài, chấm rất hối hận đã đối xử với lão tổ tông như vậy, chắc bà rất thất vọng. Thương mai không nói gì, lão tổ tông thất vọng, nhưng vẫn muốn cứu hắn bà đại khái cũng có thể giúp Tôn Phương Nhi giải cổ độc phản phệ, nhưng bà không làm vậy, mà lại không ngừng khống chế lẫn nhau, ép nàng ta buộc phải chữa trị cho hoàng đế. Khi nào thì bệnh của chấm mới thuyên giảm, hoàng đế ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên sự khát vọng. Thương Mai nói, theo tiến độ này, chắc khoảng 7-8 tháng nữa. Lâu vậy cơ à, hoàng đế không chịu tin nhìn cô, bây giờ chấm đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Thương Mai sắc mặt vô cảm nói, trước kia hoàng thượng cũng rất khỏe rồi, sao sau đó lại bị phản phệ cổ độc. Bây giờ độc trùng trong cơ thể hoàng thượng đã sinh sôi gấp bội, buộc phải diệt trừ sạch số cổ trùng này mới có thể chữa khỏi vết ban đỏ của người, 7, 8 tháng đã là nhanh nhất rồi, nếu chữa trị không tốt, 1, 2 năm cũng có thể đó. Đây không phải phương thuốc mà lão tổ tông đưa sao? Sao lại cần nhiều thời gian như vậy? Hoàng đế hoàn toàn không tin lời Thương Mai nói, lão tổ tông muốn cứu một người Đâu cần lâu như vậy." Thương Mai nhìn hắn, "Là phương thuốc mà lão tổ tông đưa, nhưng phương thuốc này cũng không phải tiên đan, hoàng thượng tự biết tình hình sức khỏe của mình, nói câu không hay thì bệnh đã ăn vào xương cốt rồi, bệnh tới thì nhanh, nhưng để chữa trị thì rất mất thời gian, nếu hoàng thượng không tin, có thể đưa phương thuốc của ta cho các ngự y xem." Ánh mắt hoàng đế lạnh đi, "Nếu cần 7, 8 tháng, Giang Sơn này e là sẽ bị người ta nuốt trọn mất." Thương Mai cười khẩy, hoàng thượng có thể không cho ta chữa trị nữa, đã nghi ngờ thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi ngờ, nhất là đối với đại phu. Hoàng đế nhìn cô một lúc lâu, chấm ốm nằm liệt giường, một vương phi cũng dám nổi nóng với chấm như vậy, trong mắt vị vương gia kia của ngươi còn có chấm nữa hay không? Thương Mai không nói gì, là không còn lời gì để nói nữa, một người đã bảo thủ, nói gì đi nữa cũng là vô ích, phí lời. Hoàng thượng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tới. Cô đứng dậy, cầm hòm thuốc quay người rời đi. Giọng nói hoàng đế vang lên phía sau thương mai, lạnh lẽo không chút tình cảm, ba tháng, nếu chấm vẫn chưa khỏi, vậy là do vương phi không dốc sức chữa trị. Thương mai quay lại nhìn hắn, sắc mặt u ám, hoàng thượng, có một câu nói, có lẽ hoàng thượng chưa từng nghe qua, người có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với đại phu chữa bệnh cho ngài. Chẳng lẽ người còn muốn giết vua? Hoàng đế nghiêm giọng nói. Thương mai cười khẩy, Hãy nhớ lựa chọn mà hoàng thượng dành cho lão thất khi đó, người vô tình trước thì đừng trách chúng ta vô nghĩa." Nói xong, cô cất bước rời đi. Chương 850: Muốn tỏ rõ suy nghĩ. Trải qua việc lên án hoàng đế và Mai Quý phi lần trước, một lần nữa đối diện với sự chất vấn của hoàng đế, Thương Mai cảm thấy tố chất tâm lý của mình đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh đến mức không cần để ý những lời hắn nói nữa. Lão tổ tông nói đúng, dùng tư thái của một người thắng lợi đối diện với hắn vì bất kể có khiêm tốn đến đâu, người ta cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ với bọn họ. Vì lễ thân vương không thể đi đại lương bàn chuyện hôn nhân, vì vậy, một lòng đặt hết suy nghĩ vào hôn sự của công chúa và tiêu kiêu. Triều đình đại chu, phó mã thượng chủ thường không cất nhắc gì cả, trừ phi người đó vốn có chiến công lẫy lừng, nên tiêu kiêu xem như một ngoại lệ của phò mã đại chu. Hắn không chỉ nắm trong tay binh quyền, mộ dung khanh còn phong hắn làm đại tướng quân chấn quốc, đây là phong hiệu cao nhất của võ tướng, vì nhà họ tiêu vốn là hầu tước cha truyền con nối, nên không phong hầu thêm nữa, tiêu kiêu chính là người thừa kế tước vị, không cần thiết phải làm vậy. Lần này tiêu kiêu thượng chủ, mộ dung khanh và lễ thân vương chuẩn bị cho công chúa của hồi môn phong phú, nói là 10 giảm hồng trang cũng không ngoa. Chỉ riêng tráng tráng thôi cũng đã là gia tài hậu hĩnh rồi, lại thêm bối phận của nàng rất cao, các vị hoàng thân quốc thích cũng cho nàng rất nhiều của hồi môn, nhất là Việt Đông Vương vận chuyển hàng loạt xe chứa đầy châu báu, trang sức, vải vóc tơ lụa vào kinh thành. Một cô em gái xuất giá, Việt Đông Vương lại dùng một lượng của hồi môn hậu hĩnh như vậy để bày tỏ sự nuông chiều với cô em gái này. Trường công chúa thật sự được mọi người vô cùng yêu thương, nuông chiều, cho dù là hoàng đế có không thích mối hôn sự này cũng không thể không lệnh cho hoàng hậu Hồ Hoan Linh chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Tiêu kiêu tuy cũng được ban cho phủ đệ, hơn nữa tráng tráng cũng có phủ công chúa, nhưng mà, cưới vợ về phải cưới về hầu phủ trước. Vài ngày trước hôn lễ, một thai phụ như Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi cũng vô cùng bận rộn. Chủ yếu là lễ thân vương không tin tưởng người khác, rất nhiều chuyện đều buộc phải là người của mình làm. Hồ Hạnh Nhi tìm rất nhiều bà mối cho lễ thân vương xem xét, nhưng lễ thân vương đều không hài lòng, hắn cho rằng, tráng tráng xuất giá, gia đình bà mối này tốt nhất phải có năm đời, hơn nữa ba đời trong gia tộc không thể có bất cứ trường hợp chết oan hay chết hiểu nào xuất hiện trong ba đời thì có hơi khó, thường thì những gia tộc đông con cháu, kiểu gì chẳng phải gặp chút chuyện đen đủi Việc này đã làm khó Hồ Hạnh Nhi rồi, cô ta chạy đến chỗ hộ tịch, kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng chọn được một vị thọ tinh, vị thọ này vô cùng lợi hại, gia đình không chỉ có năm đời mà có đến sáu đời, năm nay đã 107 tuổi, cơ thể vẫn rất chắc khỏe. Vị lý bà tử này nghe nói là được trải tóc cho trưởng công chúa thì thấy vô cùng vui mừng, lập tức đồng ý. Người được chọn để trải tóc đã có rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người trang điểm. Hơn nữa hắn cũng không muốn để người trong cung trang điểm cho tráng tráng. Nói là trong cung có quá nhiều chuyện dơ bẩn, người trong cung ít nhiều cũng nhiễm phải sự đen đủi. Thương Mai tìm rất nhiều tiệm trang điểm trong kinh thành cũng cho lễ thân vương xem tay nghề của bọn họ, dưới tay nghề của thợ trang điểm, thực sự là lợn nái cũng có thể trở thành điêu thuyền, nhưng mà, lễ thân vương vẫn không vừa ý. Hắn nói rồi, tiểu cô cô trông xinh đẹp, không cần che giấu gì cả, chỉ cần làm nổi bật vẻ đẹp của tráng tráng là được. cuối cùng thương mai bị ép đến nóng nảy, bèn đẩy linh lợi đến trước mặt lễ thân vương. nếu thực sự không được, chúng ta dùng linh lợi. nói xong, cô ngồi xuống trước mặt linh lợi, linh lợi múa tay múa chân, thương mai như thành một người khác, đẹp không sao tả xiết. lễ thân vương nhìn phát ngây ra, là nhìn linh lợi đến ngây ra, tay nghề lợi hại, tay nghề lợi hại đến cả một người xấu xí như Thương Mai mà cũng có thể trang điểm thành xinh đẹp như vậy. Thương Mai suýt chút nữa phun máu tại chỗ, nhưng mà, cô chịu đựng, tốt xấu gì cũng xác định được người rồi. Trách nhiệm của Linh Lợi to lớn, mấy ngày trước hôm lễ đã kéo mấy nhà đầu trong phủ để luyện tay nghề, chỉ sợ lễ thân vương không vừa ý, ngày đại hôn còn phải đi khắp kinh thành tìm người trang điểm. Ba ngày trước hôn lễ, tráng tráng tổ chức một buổi tiệc trà, mời các nữ tử khuê các tới tụ tập vốn không mời quá nhiều người, nhưng mà, rất nhiều mệnh phụ quý tộc biết được tráng tráng tổ chức tiệc trà lại không mời mà đến, đương nhiên cũng không đến tay không, đều đến với danh nghĩa tặng quà. Vị trưởng công chúa này rất ghê gớm, gả cho thế gia quân hầu trong kinh thành, vị tiêu kiêu kia còn được phong là đại tướng quân chấn quốc, trong tay nắm binh quyền, là trợ thủ đắc lực của nhiếp chính vương, đương nhiên phải đến để bợ đỡ một phen rồi. Tráng tráng vốn muốn thư thả một chút, giảm bớt căng thẳng trước hôn lễ, không ngờ lại bị đám người này nói hết câu này đến câu kia khiến nàng càng căng thẳng hơn, không dễ gì mới tiến được bọn họ đi, chỉ giữ lại đám người thương mai ở trong phủ nói chuyện. Tráng tráng, sau này ở phủ đại tướng quân hay ở phủ công chúa. Thương mai cũng bận rộn đến mức tê mỏi hết người, cô cầm cái gối đặt sau eo, thoải mái thở dài một hơi. Tráng tráng nói, ta và tiêu kiêu đã thương lượng với nhau, sau này sẽ ở phủ công chúa, chàng nói ta đã ở quen phủ công chúa, sợ ta không quen những nơi khác. Lúc Tráng Tráng nói, vành môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, nhìn qua trông vô cùng dịu dàng. Thương Mai cũng biết ở phủ đại tướng quân không thích hợp, nơi đó từng có một vị phu nhân của đại tướng quân, tuy đã chết, nhưng mà, Tiêu Kiêu sợ Tráng Tráng không thoải mái. Tiêu Kiêu thật sự rất yêu người đó. Hồ Hạnh Nhi cầm một ly trà ấm trong tay, mấy ngày trước ta gặp y, gương mặt y rất tươi tắn, lấy vợ một cái là vui mừng không kể xiết. Còn không à, Trần Loan Loan nghiêng nghiêng người, ban nãy lúc ăn điểm tâm tham ăn ăn những hai cái đã nôn một lần rồi lúc này sắc mặt đã sầm đi nàng ta muốn trở về nhưng lại thấy không nỡ dù sao đã lâu rồi cũng không tụ tập lại nói chuyện với nhau như vậy vì vậy dù có nghiêng ngả trên cái sập cũng phải chen vào nói chuyện tráng tráng thở dài nhíu mày lại hoàng thượng đã ban ân điển ta cũng không biết có nên vào cung tạ ơn không nữa nhu giao ngơ ra theo quy tắc ngươi nên vào cung tạ ơn nhưng mà nếu ngươi không đi cũng không có ai trách ngươi cả có lẽ đến bản thân y cũng ngại mà trách ngươi nói thì nói như vậy nhưng mà ta cũng hy vọng có thể nói với y những lời thật lòng sau này y khỏi bệnh nắm lại quyền kiểm soát nếu vẫn còn ý phòng bị tiêu kiêu cuộc sống cũng sẽ không dễ dàng bọn ta không giống với thương mai sau này thương mai có thể tránh đi nam quốc nhưng một gia tộc lớn như nhà họ tiêu có thể đi đâu được chứ thương mai nói hoàng thượng của lúc này cho dù ngươi có móc tim đặt trước mặt y, y cũng không tin đâu. Thương Mai có trải nghiệm vô cùng sâu sắc, mấy ngày này vào cung châm cứu, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy địch ý, từ đầu đến cuối hắn đều không tin cần một năm mới có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, hắn cho rằng Thương Mai đang kéo dài thời gian chữa bệnh. Y tin hay không cũng được, lời này ta cứ phải nói trước, nếu y cảm thấy nhà họ Tiêu là một mũi nhọn, vậy Tiêu Kiêu sẽ rời khỏi quân đội, cho y yên tâm hẳn. Tiêu Kiêu bằng lòng sao? Hồ Hạnh nhi hỏi, "Ta và Tiêu Kiêu đã từng bàn bạc, chàng nói hy vọng sau này có thể sống những ngày tháng yên bình, không muốn bị nghi kỵ nữa." Thương Mai lắc đầu, "E là không được, tuy y nghi kỵ Tiêu Kiêu, nhưng cũng không thể không dùng Tiêu Kiêu, giờ đây trong triều còn có vị đại tướng nào có thể so được với Tiêu Kiêu đâu." "Lão thất, y càng không muốn dùng." Vừa nghi kỵ, vừa trọng dụng, vậy là như thế nào chứ? Loan Loan nhíu mày nói, "Làm hoàng đế chính là như vậy." rất nhiều tâm tư, không nghi ngờ cái này thì cũng nghi ngờ cái khác. Hồ Hạnh Nhi cười, thật ra bọn ta làm chủ công ty cũng vậy, tuy nói đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người, nhưng đến cùng thì vẫn cách một lớp ra, ai biết được ai là người đáng tin chứ. chương 851, bớt khiến ta buồn nôn. Hồ Hạnh Nhi thấy tất cả mọi người đều nhìn cô ta, vội vàng giơ tay giải thích, đừng hiểu lầm, ta không hề nói giúp Hoàng Thượng, chính là có đôi khi, nhưng có đôi khi bề trên nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. nhưng nếu sự nghi ngờ nghiêm trọng đến mức không phân biệt được đúng sai thì đó không phải là một lãnh đạo sáng suốt mà là ngu ngốc. nhu giao cười nói hạnh nhi thỉnh thoảng ta nghĩ lời nói đơn giản của ngươi chứa đạo lý rất lớn. thương mai nói nàng lớn lên trong đấu tranh gia tộc đã trải qua không ít sóng gió cũng tích lũy được chút kinh nghiệm nhân sinh. nhu giao nói hồ ra các ngươi cũng thật dối ren giờ thì đỡ rồi mấy năm trước Hồ ra các ngươi chẳng được mấy người được việc, một đám phá của. Nếu không có ngươi thì lão thái gia nhà ngươi có tích bao nhiêu của cải cũng chẳng ích gì, sớm muộn gì cũng mất sạch. Ta cũng thấy ấm ức thay ngươi, hiện giờ một mình ngươi vất vả chống đỡ, buôn bán lời bạc còn phải chia cho bọn hắn, thật bất công. Hồ hạnh nhi nói, cho nên đã đến lúc nói chuyện chia nhà rồi. Kinh doanh gia đình rất khó làm, đây là kinh nghiệm cô ta đúc kết được từ xã hội hiện đại. Phàm là kinh doanh gia đình mà có vài kẻ phá của thiếu hiểu biết thì rất dễ khiến tập đoàn sụp đổ, chia rẽ gia đình, tuy là sẽ phân chia sản nghiệp, nhưng cô ta tin rằng với sự nỗ lực của bản thân, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ vươn tới đỉnh cao. Còn những người được chia, tin rằng với sự cố gắng của họ, sẽ sớm mất trắng. Chia nhà, e rằng sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tráng tráng cười nói, mặc dù có hơi nói quá nhưng chắc chắn là sẽ không suôn sẻ. Từ khi lão thái gia trở thành người giàu nhất đại chu, Ông đã nuôi tất cả con cháu trong tộc trở nên mạnh mẽ tàn nhẫn. Tuy thủ đoạn của A Nhi rất ác, nhưng vẫn luôn bận rộn với công việc kinh doanh, không thể luôn đối phó với họ. Những người đó suốt ngày chơi bời lêu lồng, không thể đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ ra thủ đoạn thâm độc gì để đối phó với Hạnh Nhi. Chiến đấu gia tộc, sao phải sợ hạng người trộm gà trộm chó này? Hồ Hạnh Nhi cười lạnh. Ví đám người đó là trộm gà trộm chó đúng là xúc phạm gà chó. Tráng chán cười, theo ta thấy phải là loài lang xó hiểm ác, hổ báo dư tợn. Thương Mai bật cười, cũng hợp lắm. Thương Mai biết đám người hồ gia kia có chuyện gì, sức khỏe lão thái gia không tốt, gần đây rất ít xử lý công việc, những người đó nghĩ hồ hạnh nhi không có chỗ dựa, thỏa sức làm bậy. Hơn nữa phía đại phòng còn có hoàng hậu hồ hoan linh làm chỗ dựa, cũng to gan hơn khi trước, làm ra những chuyện càng không biết xấu hổ cũng chỉ có người có tố chất tâm lý vượt xa người thường như hồ hạnh nhi mới có thể ngăn cản được đám lang sói hổ báo kia. mấy người nói nói cười cười, nháy mắt đã tới giờ hợi. vương phi, vương gia đến đón ngài rồi. cầm chi vào bẩm báo. thương mai vươn vai nói, ôi, khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. nhìn xem, loan loan còn đang ngủ, tiêu thác vẫn chưa tới đón nàng sao? mọi người nhìn sang, quả nhiên loan loan ghé lên tay ngủ thiếp đi khóe miệng còn chảy nước miếng. Không sao, tiêu thác không đến, lát nữa lại ta kêu người đưa nàng trở về. Tráng tráng nói, thương mai đứng dậy, hay là để ta đưa nàng đi, người của ngươi đỡ phải chạy tới chạy lui, dù sao, từ đây đến hầu phủ cũng không xa. Tiêu kiêu sắp kết hôn, loan loan cũng chuyển về hầu phủ, chờ kính trả cho chị dâu mới. Loan loan, thương mai nhẹ nhàng lay tay nàng ta, tỉnh lại đi, về thôi. Loan loan mở to hai mắt, ánh mắt mờ mịt, trời sáng rồi à. Mọi người phì một tiếng nở nụ cười, đúng vậy, trời đã sáng rồi, nên về nhà thôi. Loan Loan lau nước miếng trên khóe miệng, lúng túng nói, ta không cố ý ngủ đâu, đang nói chuyện gì vậy? Không nói chuyện gì quan trọng đâu, toàn nói chuyện linh tinh thôi. Nhu Dao đỡ nàng ta đứng lên, cẩn thận chút. Loan Loan vừa đeo giày vừa bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là làm sao, cứ luôn mệt dã rời. Đây là chuyện bình thường chờ có 3-4 tháng sau sẽ đỡ hơn. Thương Mai nói, sinh con thật mệt mỏi, thật khâm phục mẹ ta, loan loan đỡ eo, chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức, hành xác quá, nghĩ đến trước đây sức mình khỏe bao nhiêu, nhảy nhót cả ngày cũng không sao, chẳng ngờ khi mang thai cứ như một con ma ốm. Mẹ ngươi là anh hùng, bái phục bái phục, tráng tráng cười nói, thật ra nàng ta rất mong được giống như mẹ loan loan vậy, một lần sinh ba, tuổi nàng ta không còn nhỏ, so với loan loan thương mai hạnh nhi, nàng ta đã giả rồi. Mới ra cửa đã gặp mộ dung khanh dẫn nghiêm vinh đi vào, hắn mặc mãng bào màu đen, thắt lưng đeo đai vàng ngọc, khuôn mặt được ánh sáng của lồng đèn trong sân bao phủ, dịu dàng mà thản nhiên, hắn nhìn thấy thương mai, khóe môi cong lên, trên mặt giạt rào tình cảm. Mệt à, hắn cầm tay thương mai, dịu dàng hỏi. Thương mai thoải mái lắc đầu, không mệt, rất vui. Không thể không nói, Hôm nay thực sự là ngày vui nhất trong những ngày gần đây. Mộ Dung Khanh cũng nhìn ra hôm nay cô rất vui vẻ, kỳ thật hắn vẫn luôn hy vọng cô có thể luôn sống như vậy, mỗi ngày chỉ trò chuyện với mấy người bạn tri kỷ, uống trà, không phải buồn phiền gì. Có lẽ, đến Nam Quốc là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đưa Loan Loan trở về, Tiêu Thác vẫn chưa tới đón nàng. Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh liếc nhìn Loan Loan một cái, nói Tiêu Thác có việc, phỏng chừng ngày mai mới về được, Loan Loan người trở về hầu phủ hay trần phủ. Loan loan nghe nói ngày mai tiêu thác mới về được, nói, vậy làm phiền các ngươi đưa ta về trần phủ vậy. Mộ dung khanh gật đầu, ta tạm biệt tiểu cô cô một tiếng. Tráng tráng đi tới, cười nói, lão thất, người bây giờ càng ngày càng chu đáo hơn, cũng biết phép tắc, còn biết nói một câu tạm biệt với tiểu cô cô ta. Nói như thể trước kia ta rất vô lễ vậy, mộ dung khanh cười nói. Người tự mình nhớ lại xem, trước kia mỗi lần đến phủ công chúa ta thì thế nào? Tráng tráng nheo mắt liếc hắn một cái. Mộ dung khanh cười cười, không phải chỉ tới lấy mấy bình rượu ngon sao. Dù sao trước đây người cũng không uống, đều đem tặng cho người khác, tặng cho người khác còn không bằng đưa cho ta, ít ra ta còn nhớ đến ngươi. Cái gì mà lấy, rõ ràng là tới trộm, chuyên chọn lúc ta không ở nhà mà trộm, đường đường là nhiếp chính vương, đi trộm cũng không biết xấu hổ. Nhỏ mọn, quá nhỏ mọn, chuyện năm nào rồi mà còn nhớ rõ như vậy. Tráng Tráng mỉm cười nhìn hắn và Thương Mai đứng cùng nhau, thật là xứng đôi, cũng không biết từ lúc nào, đường nét trên mặt lão thất lại mềm mại như vậy, khuôn mặt lạnh như băng năm xưa nay đâu rồi. Thật tốt, thật là tốt. Đi thôi, không giữ các ngươi nữa." Tráng Tráng cười nói. "Vậy xin cáo từ." Mọi người lần lượt ra về, phủ công chúa lại trở về yên bình như xưa. Ngôn Tình ngược, lên xe ngựa. Loan Loan lại bắt đầu ngủ. Mộ Dung Khanh nhẹ giọng nói, sao Loan Loan lại mệt như vậy? Hôm nay đến phủ công chúa vất vả lắm à? Đâu có, đến một nửa thời gian nàng ở phủ công chúa là để ngủ rồi, thời gian mang thai phản ứng của nàng mạnh hơn ta một chút. Thương Mai thương tiếc nói, vất vả cho nàng rồi. Mộ Dung Khanh không khỏi cảm thấy sinh con cũng thật không dễ dàng. Đồ ngốc, vất vả nhưng hạnh phúc, Thương Mai tựa lên vai hắn, dịu dàng nói loan loan lầu bầu, ta còn chưa ngủ đâu, các người đã dính lấy nhau rồi, về phủ rồi hắn dính, đừng khiến ta buồn nôn, phu quân ta không ở đây, bớt kích thích ta đi. chương 852, mạng chưa hết, vẫn cứu được. Tráng tráng chuyển về cung, xuất giá ở trong cung. Bởi vì sau này nàng ta muốn trở lại phủ công chúa sống, xuất giá ở phủ công chúa có chút không thích hợp, cho nên nàng lựa chọn trở về hoàng cung. Lễ thân vương không đồng ý, Lúc trước hắn ta đã nói là cảm thấy ở trong cung xui xẻo, thân là người của hoàng gia lại chán ghét gia tộc mình như vậy cũng chỉ có mình hắn ta. Tuy nhiên, xét theo lễ nghi thì tráng tráng trở về cung để kết hôn cũng hợp lý, nếu đã là hợp lý thì lễ thân vương không có lý do gì để phản đối cả. Nàng ta sống ở điện Y Lan, đó là cung điện mà trước kia nàng ta từng ở, sau khi rời cung, Tôn Thái hậu vẫn chưa cho ai vào sống ở đó. Khi đó Tráng Tráng còn cười hỏi rằng có phải là không muốn nàng ta không xuất giá được thì trở về cung sống nốt quãng đời còn lại không. Khi đó Tôn Thái hậu lúc đó cười buồn bã, nói với Tráng Tráng, hoàng cung luôn là nhà của ngươi, nếu ở bên ngoài phải chịu ấm ức thì về đây, tẩu tử ở ở đây chờ ngươi. Hiện giờ, người đi nhà trống. Trong lòng Tráng Tráng không khỏi xót xa, Tôn Thái hậu cũng không già lắm, ít nhất cũng không đến mức tuổi cao sức yếu, cứ vậy mà đi, trong lòng nàng ta cảm thấy rất khó chịu công chúa đang nghĩ gì vậy? cầm chi thấy nàng ta vuốt ve bình phong bằng gỗ đàn hương mà thất thần, hỏi. tráng tráng phục hồi tinh thần, cười cười, bước bình phong này, người có nhớ là ai tặng không? đương nhiên là nhớ, là hoàng thái hậu tặng, biết công chúa thích mẫu đơn liền bảo công tượng khắc mẫu đơn lên bước bình phong này, xem xem, thật sống động, thật đẹp. cầm chi nhìn hoa mẫu đơn trên bước bình phong, giơ tay vuốt ve, có chút xúc động tráng tráng thở dài nàng vẫn đều ngóng trông bản cung có thể xuất giá hiện giờ bản cung xuất giá nàng lại không ở đây trường tẩu như mẹ cha mẹ nàng ta sớm qua đời hoàng tẩu cũng như mẹ của nàng ta vậy công chúa đừng buồn thái hậu biết ngài hạnh phúc sẽ rất an tâm cầm chia an ủi tráng tráng thu lại tâm trạng hạnh phúc không biết nữa chỉ là có hắn ở đó dù có chết ta cũng thỏa mãn nếu không ai ngăn trở bọn họ sẽ rất hạnh phúc nhưng hiện giờ hoàng thượng nàng lại thở dài sau khi thu xếp xong theo ta đến hy vi cung công chúa quỳnh hoa tiến lên ngài thật sự muốn đi gặp hoàng thượng sao thế nào cũng phải gặp thôi nhưng như lời vương phi nói hiện giờ hoàng thượng không tin ai cả ngài đi sợ là cũng chỉ phí công thôi lỡ ngài ấy nói gì đó khiến ngài không vui còn ảnh hưởng đến tâm trạng nữa quỳnh hoa sợ vị hoàng đế kia năm đó nếu không phải hắn ta ngăn trở có lẽ bây giờ con của công chúa đã lớn lắm rồi. Công chúa hiện giờ như đang đi trên lớp băng mỏng, nô tỳ đi theo nàng ta cũng như đang đi trên lớp băng mỏng, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Ôi, không dám nghĩ nữa, sợ rằng sẽ trở thành sự thật. Tráng tráng sốc lại tinh thần, mặc kệ, nói hết những lời nói cần nói, hắn muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy đi. Cầm Chi biết không thuyết phục được nàng ta, cũng biết hiện tại trong lòng nàng ta rất sợ công chúa đã chờ lâu lắm rồi mới đến được hôm nay, sợ nhiều nếu như vậy, cho nên nàng ta muốn cố gắng hết sức để bảo vệ hạnh phúc của mình, dù cho biết làm như vậy có lẽ cũng chỉ phí công. Sửa soạn đơn giản, hai người liền đi theo nàng ta. Thương Mai hôm nay cũng tiến cung châm cứu, khi tráng tráng tới, Thương Mai vừa mới kê đơn thuốc mới, tuy rằng chỉ có hai vị thuốc. Nhưng dù hiệu quả trị liệu của thuốc này rất tốt vẫn phải thử từ từ. Hôm nay Mai Quý Phi cũng đến đây, Muốn nói chuyện với Thương Mai, nhưng là Thương Mai không quan tâm đến nàng ta, nàng ta đành ngượng ngùng hầu hạ bên cạnh. Lộ Công công đã xác xong đơn thuốc hôm qua, mời hoàng thượng uống thêm một lần nữa, thấy Tráng Tráng đến liền vội vàng nói: "A, à, công chúa đến rồi à?" "Hoàng thượng tỉnh chưa?" Tráng Tráng đứng trước cửa điện, nơi này khiến nàng ta cảm thấy không thở nổi. "Tỉnh rồi ạ, à, vương phi đang ở bên trong." Lộ Công công bưng thuốc khom lưng, "Quý phi nương nương cũng ở đây, công chúa chờ chút." nô tài đi vào thông báo một tiếng. Làm phiền công công rồi, tráng tráng nhớn mày, thản nhiên nói. Lộ công công cười bưng thuốc đi vào, một lát sau, đi ra mời tráng tráng, công chúa, hoàng thượng mời ngài vào. Tráng tráng bảo cầm chi và quỳnh hoa chờ ở cửa điện xong, lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào. Thương mai thấy tráng tráng đi vào, không khỏi nhẹ giọng thở dài, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô đưa đơn thuốc cho lộ công công, sau đó khom người với tráng tráng tiểu cô cô đến ạ ừ người xong việc chưa tráng tráng hỏi thương mai biết nàng ta muốn nói chuyện riêng với hoàng đế bèn nói mới vừa xong đang chuẩn bị đi ạ cô liếc mắt nhìn mai quý phi một cái quý phi nương nương đi cùng không mai quý phi đang lo không tìm được cơ hội nói chuyện với thương mai thấy cô mời mình đi cùng liền vội vàng khom người với hoàng đế hoàng thượng thần thiếp xin cáo lui Ngô Yến Tổ đeo hòm thuốc trên lưng, đi phía trước, thương mai quay đầu lại nhìn tráng tráng thì thấy nàng ta đứng rất thẳng, có vẻ rất kháng cự với hy vi cung, nhưng vẫn ép mình giữ bình tĩnh. Thương mai đi ra ngoài điện, cũng không đi vội, chỉ bảo Ngô Yến Tổ lên xe ngựa chờ trước. Mai Quý Phi nhìn thương mai, môi giật giật, dường như có chuyện muốn nói. Thương mai rất khó chịu khi thấy nàng ta như vậy, lần nào cũng thế, bất cứ khi nào nàng ta làm điều gì sai, nàng ta sẽ bày ra vẻ oan ức khiến người ta mềm lòng. Quý phi nương nương có việc gì không?" Thương Mai đành lên tiếng hỏi. Mai Quý phi nghe thấy Thương Mai nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm, "Ta sợ ngươi ghi thù ta." Thương Mai nhìn nàng ta, buồn bực nói, "Không cần thiết phải ghi thù ngươi." Thương Mai, nàng ta tiến lên kéo tay Thương Mai không ngừng xin lỗi, "Ta biết hôm đó mình nói hơi quá đáng, đừng giận ta được không?" Thương Mai nói, "Quý phi, ngươi liên tục lặp lại, ta biết ngươi không có ý xấu." nhưng người bên ngoài thì sao? người phải sửa cái tính này của ngươi, đừng để sau này liên lụy đến thái tử. Hôm đó mai quý phi bị thương mai nói cho một trận, về ngẫm nghĩ lại, nói đến cùng cũng chỉ là đáy lòng có chút tình cảm, nhưng có ích lợi gì chứ? Hoàng thượng đã bao giờ liếc mắt nhìn nàng ta chưa? dù sao lần này lập tam nhi làm thái tử cũng là bất đắc dĩ, hắn ta còn trẻ, nếu trị khỏi thì vẫn còn sinh được nhiều con trai, nếu thấy tam nhi không vừa mắt cũng có thể phế hắn, mình cần gì phải đắc tội nhiếp chính vương và vương phi. Vậy thì đúng là không chừa đường lui. Ta biết, hôm đó thái tử cũng nói chuyện với ta rồi, đứa bé này còn trẻ nhưng suy nghĩ còn thấu đáo hơn ta, hiện giờ chúng ta không tranh không đoạt vị trí thái tử này, là thái hoàng thái hậu lập, sau này hoàng thượng có phế hay không cũng không chắc, mà thái tử cũng nói, hiện giờ vương gia đang bồi dưỡng nhân mạch cho hắn, cho dù sau này hắn không phải thái tử, chỉ là thân vương, ít nhất bên cạnh còn có người giúp đỡ không đến mức bơ vơ không nơi nương tựa. Thương Mai nghiêm túc nói, thái tử rất hiểu chuyện, ngươi hẳn là phải thấy may mắn vì hắn không hồ đồ giống ngươi, hiện giờ rất nhiều người đều biết, lão thất ủng hộ thái tử, thái tử không biết cảm ơn, vậy sẽ khiến bao nhiêu người lạnh lòng. Nếu sau này không có những người này liều mạng ủng hộ thái tử, thái tử có thể chịu được suy nghĩ thất thường của hoàng thượng. Mai quý phi ngập ngừng nói, lúc ấy ta hồ đồ, nghĩ toàn cục đã định liền muốn nhiều hơn, ta chỉ là một nữ nhân hơn nữa thấy ngươi và vương gia. Ôi, ngươi không giống ta, nếu có thể lựa chọn, sao ta lại tình nguyện làm quý phi chứ? Bên người có một người đàn ông biết ấm biết lạnh thật tốt. Nói rõ ràng một chút, chính là có bánh mì rồi lại muốn có tình yêu. Thương Mai im lặng hồi lâu, nói, đừng hâm mộ ta, không biết mạng của ta và lão thất có giữ được hay không đây. chương 853, rốt cuộc ngươi không tin ai. Trong tầm điện tràn ngập mùi nước thuốc tráng tráng ngồi trước giường, trong tay đang bưng nước thuốc nóng hổi, bát thuốc từ xa không có hoa văn, tráng tráng cầm thìa khuấy nhẹ, sau đó khẽ thổi, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng thấy khá hơn chưa? Từ lúc tráng tráng đi vào, hoàng đế liền dựa vào giường nhắm mắt lại, lúc tráng tráng ngồi xuống, hắn ta vẫn không mở mắt, chỉ là thân thể hơi cứng lại, như là dựng lên tuyến phòng bị. Lúc này tráng tráng lên tiếng, hắn ta mới chậm rãi mở to mắt, cũng không nhìn tráng tráng mà nhìn bát thuốc tử xa trong tay nàng ta, Khá hơn nhiều rồi, tiểu cô cô có lòng. Tráng Tráng ừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Nàng ta cầm thìa, đưa bát lên miệng hắn ta, thuốc nguội rồi, uống thuốc đi. Nàng ta không dùng thìa đút cho hắn ta, nàng ta muốn làm một tư thế thân mật, muốn gạt quyền uy của trời sang một bên, chỉ nói đến tình thân, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn không thể làm được. Hoàng đế trận tay nàng ta, uống hết thuốc, sau đó thở ra một hơi thật dài. Tráng Tráng cầm khăn tay đưa cho hắn ta hoàng đế nhận lấy lau miệng mình, vừa tự diễu nói, tiểu cô cô xa cách với chấm thật đấy, nếu là ngày xưa, tiểu cô cô sẽ lau cho chấm. Tráng tráng cũng mỉm cười, đúng vậy, xa cách quá, trước kia ta thích nhất là đi theo sau mông ngươi. Hoàng đế nhìn nàng ta, nháy mắt ngươi đã trưởng thành rồi, thật nhớ trước kia. Không phải trưởng thành, mà là già rồi, tráng tráng vẫn cười như trước, nhưng ý cười đã nhạt hơn, thoáng thấy được nỗi buồn. Hoàng đế hơi hơi giật mình, giơ tay nhấc chăn lên, thở dài, khi nãy nô tài nói hôm nay có thể sẽ mưa, không biết ngày tiểu cô cô thành thân có mưa không. Ánh mắt của hắn ta lướt qua tráng tráng, dường như muốn nhìn ra ngoài, nhưng rèm che kín rồi, cửa điện lại đóng, làm sao nhìn được bên ngoài. Ngược lại có vẻ trột dạ, có mưa hay không cũng không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng, người gả cho tiêu kiêu, là tâm nguyện của ngươi, chẫm mừng cho ngươi. Hoàng đế nói, cảm ơn Hoàng thượng tráng tráng nhìn hắn ta chỉ là ta hy vọng hoàng thượng nói thật hoàng đế chậm rãi thu hồi tầm mắt dừng lại trên mặt tráng tráng như đang đánh giá ngươi cảm thấy ta không thật lòng tráng tráng nở nụ cười cười người này vẫn luôn không tập trung nhưng khi chất vấn hắn ta hắn ta sẽ lập tức sù lông không phải ta cảm thấy mà là ta hy vọng tráng tráng thu lại nụ cười nghiêm túc nói ta cực kỳ hy vọng nhận được lời chúc phúc của ngươi trong lòng ngươi hẳn cũng hiểu được ta rất quan tâm ngươi còn hơn cả lão thất, hơn cả lão nhị lão tam. Hoàng đế nở nụ cười, đúng vậy, từ nhỏ ngươi đã thích gần gũi chấm, không thân thiết với những người khác, sau này lão thất cũng thích gần gũi chấm, khi đó, ngươi vẫn khá để ý chấm, nhưng lớn dần lên, ngươi lại thích lão thất. Đó là vì ngươi bắt đầu đi theo Hoàng Huynh xử lý chuyện triều chính, ngươi bận rộn chăm bề, ta có muốn gặp ngươi một lần cũng khó, ta lại hiếu động, liền đi theo đám lão thất tiêu kiêu ra ngoài chơi, còn nhớ không? khi đó ngươi ở trong thư phòng của thái tử ta còn trộm đi thăm ngươi mấy lần sau khi hoàng huynh biết được còn của trách ta một trận nói ta làm phiền ngươi ta sợ nhất là hoàng huynh từ đó liền rất ít khi đi thăm ngươi hoàng đế cười cười đúng vậy phụ hoàng rất nghiêm khắc ngươi sợ nhất là phụ hoàng nhưng phụ hoàng cũng rất chiều ngươi ông ấy chiều ta tráng tráng nở nụ cười giả dối ngươi thật nghĩ vậy sao hoàng đế im lặng một lát Hôn sự của ngươi và Tống Đoan Dương đối với hai quốc đều có lợi, ông ấy là hoàng đế, không thể không suy nghĩ chuyện này. Ngươi thì sao?" Giọng Tráng Tráng trở nên cứng rắn, "Ngươi giúp ta từ chối với Hòa Thân Lương quốc, nhưng cũng chia rẽ ta và Tiêu Kiêu, là vì sợ Tiêu Kiêu được ta giúp đỡ sẽ mưu phản." Hoàng đế cảm giác hơi thở dừng lại một lát, ánh mắt vô thức trốn tránh, đôi khi người trên ngai vàng không thể làm bừa. "Ngươi cảm thấy Tiêu gia sẽ mưu phản sao?" Tráng Tráng hỏi. Vấn đề này, trước đó chúng ta đã nói rồi, cho dù hiện tại tiêu gia không có giã tâm mưu phản, nhưng khó mà đảm bảo sau này cũng sẽ không. Bởi vì tiêu gia có năng lực mưu phản, đúng không? Chỉ bởi vì lòng nghi ngờ của ngươi mà ngươi khiến ta khổ bao nhiêu năm. Nước mắt của tráng tráng bỗng nhiên tuôn rơi, nàng ta ngẩng đầu lên muốn nuốt nước mắt xuống nhưng không thành công. Nỗi đau của nàng ta không chỉ là bị chia cách với tiêu kiêu nhiều năm như vậy, mà còn là sự thờ ơ và tàn nhẫn của hắn ta với nàng ta. Ngươi biết hôm nay ta đến vì cái không? Ta có thể không đến, ta thật sự không muốn nói chuyện với ngươi, ta hận ngươi, hận đến tận xương tủy, ngươi giết chết thị nữ bên cạnh ta, khiến ta và Tiêu Kiêu không sống yên ổn, mỗi khi nhớ tới những lời ngươi nói với ta lúc ngươi đăng cơ, ta liền đau lòng, liền oán hận. Hai câu nói cuối cùng của Tráng Tráng, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sau khi hắn ta đăng cơ đã nói với nàng ta sẽ không gả nàng ta cho Tống Đoan Dương, gả đến Đại Lương cô cháu phân ly, lại không thể gặp nhau, càng không thể để nàng ta và tiêu kiêu đau khổ cả đời. Những lời này, từng khiến cho nàng ta vô cùng cảm động. Giọng nói của hắn ta nhỏ lại, vậy ngươi hôm nay đến đây vì cái gì? Chán tráng lau mặt, đột nhiên nói, bởi vì sau khi ngươi khỏi bệnh sẽ làm hoàng đế, còn nắm quyền sinh sát ta và tiêu kiêu, ta muốn nói cho ngươi biết tiêu kiêu sẽ không ngưu phản, nếu hắn ngưu phản, ta sẽ giết hắn trước, sau đó sẽ tự sát nhưng liệu người có tin những gì ta nói không ta gả cho tiêu kiêu nhưng ta là người mộ dung gia tại sao ngươi lại cảm thấy ta yêu tiêu kiêu thì sẽ giúp hắn chiếm đoạt giang sơn của mộ dung gia ta hoàng đế nhìn chằm chằm nàng ta như đang dò xét lời nàng ta là thật hay giả cũng đang thăm dò nàng ta có bao nhiêu thành ý hoàng thượng vẫn không tin ta phải không tráng tráng bi thương cười ta nghĩ ít nhất ngươi cũng hiểu ta ngươi nhìn ta lớn lên hoàng đế nhìn nàng ta, gả cho tiêu kiêu đối với ngươi quan trọng vậy sao? Ngươi luôn nói chấm không hiểu ngươi, ngươi có từng hiểu chấm không? Ngươi có một câu rất hay, ngươi là người mộ dung ra, giang sơn này cũng có một phần là của ngươi, ngươi không thể suy nghĩ cho mộ dung ra sao? Chấm còn ở đây, còn có thể ngăn chặn tiêu ra, nếu chấm không ở đây thì sao? Tiêu ra cứ tiếp tục lớn mạnh, mặc dù tiêu kiêu và tiêu thác không có giã tâm, nhưng là khó đảm bảo về sau, tiểu cô cô, ngươi hiểu chưa? chấm cũng chỉ suy nghĩ cho Giang Sơn Đại Chu thôi. Tráng tráng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chăm chú nhìn hắn ta, người vẫn không muốn chúc phúc cho ta đúng không? Hoàng đế suy nghĩ một chút, như có chút đăm chiêu nhìn nàng ta, hỏi, người mới vừa nói, sau khi chấm khỏi bệnh sẽ trưởng chính lần nữa, là ai nói với người đó? Tráng tráng cười tự diếu, khó nén được bi thương nơi đáy mắt, hoàng thượng không tin thương mai có thể trị khỏi cho ngài, hay không tin lão thất sẽ trả lại quyền lực cho ngài? hoàng đế không nói gì, thực ra hắn ta đều không tin. Tất cả mọi người đều nghĩ đến hắn cố chấp, nhưng ai có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của hắn ta. Đúng vậy, đúng là hắn ta có lòng riêng, nhưng cái này ai cũng có, ai mà bằng lòng cam tâm chịu chết. Ai không lưu luyến quyền thế, hắn ta đang độ trung niên, vẫn còn nhiều khát vọng chưa thực hiện được. chương 854, trước đại hôn, vẻ mặt hoàng đế ngay thẳng, nói tiểu cô cô, chấm cũng không sợ nói thật với ngươi, mặc dù vai với ngươi cao hơn chấm nhưng trong lòng chấm vẫn luôn coi ngươi như muội muội mà đối đãi, việc đã đến nước này cũng không ngại nói vài lời trong lòng. Từ sau khi chấm được Tôn Phương Nhi trị liệu khỏi hẳn, một lần nữa nắm giữ việc triều chính, đối mặt với sự tán thưởng như nước thủy triều của Bách Quan đối với lão thất trong lòng chấm quả thực rất ghen ghét, đã từng rất tức giận. Người hiểu rõ đạo lý một núi không thể chứa hai hổ không? Lão thất có tiền đồ như thế, lại là nhiếp chính vương, chấm sao có thể không đề phòng chứ. Nhưng cho dù như thế chấm cũng không có ý nghĩ giết lão thất. Ngày ấy Hạ Thương Mai nói để chấm suy nghĩ một hồi về lựa chọn chấm đã từng cho lão thất, không thể phủ nhận đối với Hạ Thương Mai chấm đã từng có ý định giết người. Và lại chấm cho rằng lão thất biến thành bộ dạng như hôm nay là vì Hạ Thương Mai. Người biết không, lão thất không có giã tâm nhưng Hạ Thương Mai có. Nữ nhân này là một tai họa, phải có lòng dạ độc ác cỡ nào mới có thể ra tay với người thân của mình hạ hòe quân thật sự không thể không chết sao. Hạ lão phu nhân cứ tội ác tài trời như vậy, thân là nữ nhi hạ gia, phụ mẫu tổ tông yêu cầu nàng ta, muốn nàng ta hy sinh vì gia tộc, tuy rằng lạnh lùng một chút nhưng đáng trả giá bằng mạng sống sao. Với lại sau khi hạ lão phu nhân và hạ thừa tướng chết, trái lại dân chúng lại cảm thấy hạ thương mai làm rất đúng, tâm cơ của nàng ta thâm trầm như vậy sao không khiến người ta sợ hãi. Chấm cho lão thất lựa chọn, để hắn lựa chọn giết hạ thương mai, chỉ cần hắn giết hạ thương mai chấm liền tin hắn, cũng sẽ không để hắn đời này không có con. Tráng tráng không đợi hắn ta nói xong đã đột nhiên đứng dậy, mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt đầy giận dữ, người cầm miệng, người vậy mà lại cho rằng hạ lão phu nhân và hạ hòe quân không đáng chết. Bệnh cương thi họ chính là chủ mưu, bệnh cương thi hại chết bao nhiêu người. Đó cũng là con dân của ngươi. Thương Mai được lòng dân là bởi vì nàng ấy chữa khỏi bệnh cương thi, cứu được rất nhiều mạng người, về phần mẹ con hạ hòe quân, chẳng lẽ không phải tự làm tự chịu sao nàng ta dừng một chút sắc mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận xem ra hôm nay đúng là ta đến nhầm chỗ ta và hoàng thượng không nói đến nơi đến trốn được mở đầu ngươi nói những lời kia đường hoàng như thế vừa vì mộ dung ra lại vừa vì giang sơn đại chu nếu không phải cuối cùng ngươi nói lời này suýt chút nữa ta liền tin ngươi ngươi nói thương mai ác độc câu nói này làm sao khiến người ta tin là từ trong miệng của ngươi nói ra được thật sự là buồn cười Tiểu cô cô, hoàng đế nở nụ cười khẩy, xem ra rốt cuộc là ngươi đứng về phía lão thất, đối địch với chấm. Ta chưa từng cho rằng ngươi với lão thất là đối lập, nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì đó là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của lão thất và ta, càng không liên quan đến thương mai. Trên mặt hoàng đế chứa một nụ cười lạnh lùng, nếu không phải đối lập sao lại có rằng co. Hạ lâm sẽ không chết, tôn phương nhi cũng không chết, đúng không? họ biết rõ Tôn Phương Nhi và Hạ Lâm có thể khiến chấm sống sót, nhưng họ muốn chặt đứt hy vọng sống của chấm. Nói trắng ra là có gì khác với hành thích vua. Nếu như quả thật Tôn Phương Nhi có thể trị khỏi cho ngươi thì sao bây giờ ngươi lại bị cổ độc phản phệ? Đủ rồi, không cần nói nữa, cảm ơn ngươi đã tặng thêm của hồi môn cho ta nhưng rốt cuộc ngươi là tiểu bối của ta, tặng thêm của hồi môn cho ta không hợp với lễ nghi, ta sẽ sai người trả lại toàn bộ cho Hoàng thượng nói xong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn ta một cái, xoay người rời đi. Thương Mai chờ ở ngoài điện, thấy tráng tráng giận đùng đùng đi tới như cô đoán thì liền biết cuộc nói chuyện này rất không vui vẻ. Tráng tráng nhìn Thương Mai chầm chầm, một hồi lâu không nói được gì, cuối cùng từ trong hàm răng bật ra một câu, hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Nhẽ ra nàng ta thật sự nên nghe lời Thương Mai không đi gặp cuộc gặp mặt này, khiến mình buồn nôn. Thương Mai nói khẽ, được rồi, người đưa lời của mình đến là được. Sau khi thành thân ta thật sự muốn đưa theo tiêu kiêu rời khỏi kinh thành. Tráng tráng oán hận nói. Rất tốt đẹp nhưng không thực tế, tạm thời tiêu kiêu không thể rời khỏi triều đình, rời khỏi quân đội, hắn cũng có khát vọng của mình, với lại người thật sự muốn hắn vứt bỏ toàn bộ gia tộc sao. Tráng tráng sụp hai vai xuống, đúng, ta không thể ích kỷ như vậy, vì ta mà muốn hắn vứt bỏ gia tộc, từ bỏ mọi thứ. Hầu phủ bây giờ đã là cây to đón gió, nếu như trụ cột không còn, chỉ sợ quân đội thế gia trăm năm này không quá mấy năm sẽ từng bước bị xâm chiếm mất. Một đêm trước ngày đại hôn, Thương Mai dẫn Nhu Giao và Hồ Hạnh Nhi vào cung. Bởi vì Tôn Thái Hậu đã đi, Hoàng Hậu lại là tiểu bối cho nên những công việc trước khi tráng tráng xuất giá liền do vị tập Thái Phi người đã từng làm Hoàng Thái Hậu nhưng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đánh về nguyên hình chuẩn bị. Cuộc đời này của tập Thái Phi thật sự là lên voi xuống chó hai lần. Lần thứ nhất làm Thái Tử Phi, mắt thấy ngôi vị hoàng hậu chính là của bà ta, lại do tâm tư đố kỵ khiến ngôi vị hoàng hậu bị rơi mất. Lần thứ hai là làm hoàng thái hậu nhưng là danh bất chính, ngôn bất thuận, lại thêm gây ra rất nhiều chuyện càn quấy khiến thái hoàng thái hậu sinh ra chán ghét, bị đánh trở về. Trải qua hai lần này, bà ta vốn cho rằng sẽ náo loạn ra chút sóng gió gì đó nhưng lại dừng lại, cũng nghĩ thông thấu rất nhiều, lần này là tốn công tốn sức chạy vậy vì hôn sự của tráng tráng. Hơn nữa bà ta còn lấy bạc riêng của mình đặt mua một chút đồ cưới cho Tráng Tráng, đương nhiên số bạc này là từ chỗ Hồ Hoan Linh ép tới, cho nên đưa cho cũng rất dễ chịu. Đêm đó liền mời bà Lý bà tử tốt số vào trong cung, vị Lý bà tử này khí sắc quả thực là tốt, cầm chi và Quỳnh Hoa sợ bà ta lớn tuổi, tai không thính, phản ứng không nhanh nhẹn nên đã sớm dặn dò thật nhiều, ví dụ như lúc trải đầu phải nói những lời gì, lễ nghi trong cung như thế nào. Lý bà tử lại vung tay lên Nói, lão bà tử ta từ năm 80 tuổi, mỗi năm dù sao cũng phải chạy mười mấy hai mươi hôn lễ, tuy nói đây là lần đầu tiên vào cung nhưng cũng không thể thất lễ với công chúa, các cô nương cứ yên tâm đi. Quỳnh Hoa thấy bà ta vô cùng nhanh nhẹn thì cười nói, lão nhân ra có phúc lớn, thật hy vọng công chúa nhà chúng ta có thể dính một chút phúc khí của ngài, sau này vợ chồng hòa thuận, trăm con ngàn cháu. Lý bà tử trợn hai mắt, xem cô nương nói gì vậy. Công chúa là lá ngọc cành vàng phúc phận xác định tốt hơn lão bà tử ta, chỉ có lão bà tử ta dính không khí vui mừng của công chúa, công chúa đâu cần dính phúc khí gì của lão bà tử ta chứ. Đúng, 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 cầm chi cười đánh Quỳnh Hoa một cái, nhà đầu này không biết nói chuyện, lão phu nhân tha cho nàng. Tập Thái Phi biết được bà tử tốt số vào cung liền truyền gọi bà ta qua, nói chuyện nửa canh giờ. Sau khi Lý bà tử trở về liền đến điện gặp Tráng Tráng, nói có lời muốn nói với Tráng Tráng. Thương Mai, nhu giao và hồ hạnh nhi đang ở trong điện thử mũ phược khăn quàng vai cho tráng tráng thấy lý bà tử nói có lời muốn nói với tráng tráng cũng không để ý lắm tráng tráng nói lão nhân ra cứ việc nói là được lý bà tử nhìn thương mai một cái lại nhìn hồ hạnh nhi và nhu giao một cái rồi nói vương phi có thể ở lại nhưng huyện chúa và hồ đại trưởng quỹ ra ngoài một chút mới được nhu giao ồ lên một tiếng lão nhân ra sao nặng bên này nhẹ bên kia những lời này vương phi có thể nghe mà ta không thể nghe sao Lý bà tử cười nói, "Huyện chúa muốn nghe cũng được, nhưng ngài có mẫu thân và tổ mẫu ở nhà, những lời này không tới phiên lão bà tử nói." Hồ Hạnh nhi ngơ ngác một chút, đang muốn hỏi là có ý gì, đã thấy Nhu Dao đỏ mặt kéo cô ta ra ngoài, những lời này đúng là chúng ta không thích hợp nghe. Chương 855, tiệc tạm Việt nam tử độc thân. Ở bên cạnh thương mai cũng hiểu ra, nói, "Lời này ta nghe cũng không thích hợp, công chúa tự mình nghe đi." tráng tráng thấy từng người một chuồn đi không khỏi rất kinh ngạc lời gì mà các ngươi không nghe được chứ lý bà tử kéo tay tráng tráng ngồi xuống rồi nói công chúa đừng trách lão thân này khinh thường chỉ là nếu công chúa đã tìm lão thân đến trải đầu cho người thì lời này lão thân nói hộ cũng không có gì là không được tuy rằng những lời này vốn không phải thân phận lão thân nên nói nhưng thái phi nương nương nói nàng ấy và công chúa không tính là quá thân thiết những lời này nàng ấy nói không nên lời đành phải phó thác cho lão thân Mặc dù tráng tráng là nữ nhiều tuổi nhưng từ sau khi tiêu kiêu cưới Hàn Thanh Thu thì nàng ta liền chống đối với bất kỳ hôn lễ nào. Lần này thành thân đã chuẩn bị chu đáo nhưng cũng không đọc qua cái gì mà những điều cần biết trước hôn nhân. Bởi vậy không biết Lý Bà Tử muốn nói gì với nàng ta, chỉ ngước mắt nghi ngờ nhìn Lý Bà Tử. Lý Bà Tử cười híp mắt nhìn tráng tráng, thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng. Công chúa không cần căng thẳng, nàng dâu mới về, những thứ như phụ đức, phụ dung, phụ công lão thân không nói, Công chúa xuất thân từ cung đình, hiểu được nhiều hơn so với lão bà tử ta, duy chỉ có chuyện đêm thành thân lão thân đến nói một chút với công chúa. Thấy vẻ mặt Tráng Tráng vẫn nghi ngờ, Lý bà tử hạ giọng nói, cái đêm thành thân đó tất nhiên công chúa và phò mã sẽ phải ngủ cùng giường, đạo vợ chồng ấy hài hòa ở chỗ. Lý bà tử còn chưa nói xong, mặt Tráng Tráng liền đỏ như con tôm luộc, nhưng nàng ta lại không thể không nghe, chỉ là lúng túng đến nỗi cả người và mặt đều nóng như lửa đốt đợi lý bà tử ra ngoài sau khi bọn thương mai vào thì sắc mặt tráng tráng vẫn chưa bớt đỏ nhu dao nhìn trợn mắt hốc mồm trời ạ à, công chúa lúc người đỏ mặt thật là đẹp hồ hạnh nhi và thương mai nhìn sang đúng không trong đôi mắt long lanh sóng nước làn da trắng nõn hiện lên màu hồng phấn đôi môi màu mật ngọt đầy đặn nở nang không nói ra được tiêu kiêu vô cùng có diễm phúc hồ hạnh nhi ca ngợi nói cũng không thể nói như vậy tiêu kiêu cũng là một mỹ nam Thương Mai nói với Hồ Hạnh Nhi. Tất cả mọi người đều cười, Nhu Giao tổng kết nói, được rồi, đó chính là một đôi cẩu nam nữ trời đất tạo nên, lương duyên xứng đôi. Tráng tráng cười không thể ngừng được, đuổi theo đánh Nhu Giao. Mấy chị em bàn tán xôn xao một chút, chẳng bao lâu sau Hồ Hoan Linh đã đưa nương nương các cung đến đây, nhất thời Y Lan Điện lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Đến giờ bái tổ tiên tập Thái Phi cũng đến đây, đưa tráng tráng đến trước bài vị tổ tiên dập đầu lại, bái biệt sau khi trở về cũng gần đến giờ trải đầu trong tay bà tử tốt số cầm một chiếc lược gỗ đàn hương đứng ở trước gương đồng nhìn nữ tử có nhan sắc thượng thừa trong gương đồng tán thưởng nói lão thân đã giúp rất nhiều tân nương trải đầu nhưng chưa từng thấy có ai đẹp như công chúa phò mã gia thật là có phúc nhưng tướng mạo của phò mã gia lão thân cũng đã từng nhìn thấy kết hợp với công chúa cũng không thất lễ sau này nếu sinh con không biết lớn lên sẽ đẹp như thế nào chán chán nghe được lời ấy trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa vui vẻ, những lời này thật là dễ nghe, giống như uống mật ong, trong lòng ngọt ngào. Con, con của họ, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thương Mai và mọi người ở bên cạnh thấy mà nước mắt tràn mi, thật tốt, Tráng Tráng sẽ gả cho nam tử nàng ta thích. Một trải sống lâu trăm tuổi, hai trải bạc đầu cùng nhau, ba trải con đàn cháu đống. Theo những lời nói may mắn của bà tử tốt số, trong mắt Tráng Tráng cũng chứa đầy nước mắt việc trải tóc trước đêm xuất giá là một nghi lễ hôm sau lúc đại hôn lại do nghi sư vấn tóc trang điểm sau khi thực hiện trải đầu xong tập thái phi sai người đưa canh ngọt tới để mọi người uống bát của tráng tráng khác những người khác là trẻ trôi nước bát của tráng tráng có thêm long nhãn bách hợp và hạt sen thương mai và bọn nhu giao không xuất cung ở lại trong y lan điện nói chuyện với tráng tráng thật lâu nói chuyện mệt liền nằm lăn lóc lộn xộn về phần bên hầu phủ mộ dung khanh Tô Thanh hoàn thành xong cũng đang mở tiệc chia tay độc thân. Mộ Dung Khanh và Tiêu Kiêu đều là người nhàm chán, bữa tiệc của họ chỉ có một tiết mục, đó là uống rượu. Uống rượu, thậm chí có thể không nói lời nào. Tô Thanh uống đến hơi say, liên tục thở dài, ôi, Tiêu Kiêu lại thành thân, ta đây còn chưa có chút tin tức gì. Thêm chút sức, cố gắng một chút, Tiêu Kiêu phủ lên vai hắn nghiêm túc nói, dù sao người cũng không chiếm được trái tim linh lợi cố gắng một chút để linh lợi lại mạnh mẽ từ chối một lần là có thể tuyệt vọng rồi, sau khi hết hy vọng thì ngươi sẽ chấp nhận cưới đối phó một nữ tử cha mẹ ngươi đều thích để sinh con đẻ cái, sống hết một đời. Tô Thanh nhìn hắn ta chằm chằm, vậy mà không phản bác được. Mẹ ruột hắn nói thật có lý, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là miêu tả cuộc sống sau này của hắn. Người hắn bội phục nhất cuộc đời này chính là An Thân Vương, thân là một thân vương triều đình, vì một nữ tử nói không thành thân thì sẽ không thành thân chịu đựng áp lực cực lớn, ngăn chặn tất cả mọi người làm mai mối ở ngoài cửa. Đương nhiên lý do lớn nhất mà An Thân Vương có thể làm như vậy chính là vì cha mẹ của ông ta đều đã chết, không có ai cầm gậy to bằng cánh tay đuổi theo sau lưng ông ta ép ông ta đi thân cận. Hắn không được, bây giờ đã đau khổ trèo trống, nếu khoảng 2 năm nữa hắn vẫn chưa cưới được người thương thì hoặc là bỏ nhà trốn đi, hoặc là giống như Tiêu Kiêu nói cưới một tiểu thư khuê các cha mẹ hài lòng sống bình thường thiết thực hết đời có thể vị tiểu thư khuê các này thật sự vô cùng xinh đẹp tài đức, còn biết thu xếp mấy người thiếp xinh đẹp như hoa hầu hạ hắn, sinh một đống tiểu Tô Thanh và tiểu Khuê Tú. Ôi, trời cao bất công, ngay cả hắn tử cầu thả như Tiêu Thác cũng có thể thành công nắm tay người mình thích, thật sự là không ngờ người như Tô Thanh hắn quân tử khiêm tốn, ấm áp như ngọc mà bây giờ vẫn một thân một mình. Tiêu Thác, Tô Thanh bỗng nhiên hét lên một tiếng về phía Tiêu Thác đang uống rượu. Tiêu Thác giật nảy mình, rượu vừa xuống đến cổ họng đã bị sặc lên mũi nhưng hơi thở này còn chưa đủ để phun rượu từ trong mũi ra hắn ta bịt mũi oán hận nhìn tô thanh người và loan loan có thể thành thân tôi có công lao hàng đầu cho nên cho dù như thế nào người cũng phải giúp tôi lừa gạt linh lợi vào tay tiêu thác cười ha ha một tiếng ngụm rượu kia bỗng từ trong mũi phun ra còn mang theo hai cái bong bóng nước mũi ồ mọi người ghét bỏ nhìn hắn tiêu thác không chút hoang mang lấy một chiếc khăn tay lau đi, vẫn cười ha ha như cũ, người thích ai không được. Vậy mà lại thích nhà đầu hoang dã linh lợi kia, nàng ta là người không dễ lửa nhất, ha ha. Buồn cười như vậy sao? Tô Thanh buồn bực nhìn hắn ta, đôi khi tiêu thác cười không giải thích được, nên cười thì không cười, không nên cười thì cười đến cái bụng run lên. Thích nhu Giao chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao? Tiêu thác vẫn cười to như cũ, khuôn mặt dạng dỡ giãn ra giống như đất vàng bị ánh nắng trói trang chiếu vào nứt toác. Không cho phép lấy những chuyện này ra nói đùa, tiêu kiêu khẽ quát. Tiêu thác sợ nhất vẻ mặt lạnh như băng đó của tiêu kiêu, ngừng cười ngoan ngoãn cúi đầu xuống, rõ. Trong lòng tô thanh ảo não giống như có gì đó, ôi, đương nhiên hắn biết nếu thích nhu dao thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn cũng là người bảo thủ, đã thích thì sẽ không thay đổi được nữa. Người trong lòng kia sao có thể dễ dàng thay thế bởi một người khác? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 57.